Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 1451. Hai người đàn ông mỗi người một câu nịnh bợ ông lão, hai đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe mà liên tục nhíu mày. Nhưng hơn 20 phút trôi qua vẫn không thấy Tiêu Chính Văn, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Ôi trời, sao Tiêu Chính Văn này lại để chúng ta đợi lâu thế cơ chứ? Một người đàn ông trung niên trong đó liếc nhìn đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn hỏi. Tôi đoán có lẽ vì đón ông Trần nên cậu ta ở trong đó dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị trà nước. Không chừng còn đang trải thảm đỏ nữa đấy. Hai người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhìn ông Trần. Lúc này đang là lúc giữa trưa nắng, ông Trần đứng dưới nắng đổ mồ hôi ướt cả áo. Tiêu Chính Văn cũng không tôn trọng người lớn quá rồi. Đi, bảo Tiêu Chính Văn nhanh một chút. Một người đàn ông trung niên không nhịn được nữa, ngay cả ông ta đứng dưới nắng cũng khô hết cả người rồi, huống hồ người lớn tuổi như ông Trần. Đệ tử Thiên Kiếm Tông đứng ngoài cửa gật đầu, cất bước đi vào biệt thự, khoảng 10 phút sau mới đi ra nói, thật xin lỗi các vị, anh Tiêu đang tắm, anh Tiêu nói đợi anh ấy tắm xong sẽ ra đón các vị. Tắm. Hai người đàn ông trung niên nhíu chặt mày. Nhưng tắm rửa thay đồ cũng xem như hợp tình hợp lý, mấy người chỉ đành tiếp tục đợi. Mãi đến lúc lâu sau, ông Trần đã ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Lúc này hai người đàn ông trung niên đã nôn nóng lắm rồi, đứng lên chỉ vào một đệ tử Thiên Kiếm Tông nói, cậu bảo Tiêu Chính Văn lập tức ra đón ông Trần mau lên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Được. Đệ tử Thiên Kiếm Tông đó lại đi vào biệt thự, lát sau bước ra nói, anh Tiêu đang uống trà chiều, đợi anh ấy uống xong trà chiều sẽ ra đón các người. Phụt, ông Trần tức giận suýt nôn ra máu. Không phải Tiêu Chính Văn tắm rửa thay đồ là đang cố ý để ba người họ phơi nắng nãy giờ đó chứ? Tiêu Chính Văn, tôi đại diện cho thiên tử đến đây, cậu dám vô lễ với tôi thế à? Lần này ông Trần thật sự tức giận. Cùng lúc đó hai người đàn ông trung niên cũng trợn mắt cất bước định xông vào trong biệt thự. Đứng lại, hai đệ tử Thiên Kiếm Tông đồng loạt rút kiếm ra, trầm giọng nói, không được anh Tiêu cho phép, bất cứ ai bước thêm một bước đều sẽ chết. Chương 1452 Tiêu Chính Văn, cậu cút ra đây cho tôi, ông Trần Phụng chỉ tới, người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, những tiếng bước chân trầm ổn đã lập tức truyền tới. Hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông nghe thấy tiếng bước chân bên trong biệt thự thì vội vàng đứng lui sang một bên. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chính Văn đã sải bước tới trước cửa, ánh mắt lạnh tanh đánh giá ba người đang đứng trước cửa, nói, để thánh chỉ ở lại, mấy người có thể đi rồi. Cái gì, ông Trần và hai người đàn ông trung niên kia đều sững sờ. Tiêu Chính Văn đang có ý gì? Tiêu Chính Văn, tôi phụng mệnh thiên tử đến để đưa đây. Tiêu Chính Văn lạnh lùng giơ tay ra. Trầm giọng nói với ông Trần. Tiêu Chính Văn, tôi là Khâm Sai, ông Trần vừa mới hô lên, Tiêu Chính Văn đã giơ tay giáng cho ông ta một bạt tai, lại lạnh lùng lên tiếng, thánh chỉ ở đâu, đưa đây. Ông Trần bị Tiêu Chính Văn tát mạnh, vừa ôm lấy một bên má đỏ ửng vừa oán hận chừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Ông ta không cam tâm, Tiêu Chính Văn đã không còn bất cứ thực quyền gì nữa, dựa vào đâu mà vẫn vênh váo hung hăng như thế. Thế nhưng lúc ông ta nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Tiêu Chính Văn thì trong lòng không khỏi run rẩy. Dù không muốn nhưng ông ta vẫn run rẩy đưa bản thánh chỉ do chính tay thiên tử viết ra. Đúng lúc này, Khương Vi Nhan vừa trở về từ công ty, xe vừa dừng trước cửa đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn giáng một cái tát lên mặt ông Trần. Khương Vi Nhan liếc mắt nhìn ông Trần rồi vội vàng tiến lên trước hỏi, chồng à, sao anh lại nổi giận như thế? Tiêu Chính Văn ôm thánh chỉ vào trong lòng. Sau đó lạnh lùng nói với ông Trần, cút. Sau đó, anh dìu Khương Vi Nhan cùng đi vào bên trong biệt thự. Ông Trần và hai người đàn ông trung niên kia tức giận tới mức mặt mày xám như gan lợn. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị Tiêu Chính Văn đuổi đi chỉ với một từ cút. Sự tiếp đón nhiệt tình và niềm nở trong tưởng tượng của họ, còn cả bữa tiệc tối thịnh soạn rõ ràng chỉ là một giấc mộng đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1453 Tiêu Chính Văn, ông Trần căm hận nghiến răng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, sắp phun ra lửa tới nơi. Thế nhưng cả Hoa Quốc này, có ai dám làm gì Tiêu Chính Văn cơ chứ? Ông Trần, chúng ta, hai người đàn ông trung niên cũng là cấp dưới của ông Trần. Vốn dĩ muốn tới Giang Trung làm hùm làm hổ,
thư thả tận hưởng một khoảng thời gian. Kết quả thì hay rồi, bị Tiêu Chính Văn đuổi thẳng cổ. Hừ, chúng ta đi, tôi thật muốn xem rốt cuộc ai sẽ thắng. Ông Trần bực dọc phất tay áo rồi quay người rời đi. Hai người đàn ông mặc đồ đại cán cũng vội vàng đuổi theo. Quay vào trong biệt thự, Khương Vi Nhan mới chỉ tay ra bên ngoài cửa, nói, ông lão ban nãy là ai thế? Đến truyền thánh chỉ, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa mở thánh chỉ ra nhìn qua một lượt. Nội dung bên trên đương nhiên là mấy lời hy vọng Tiêu Chính Văn đừng giết Charlie. Đồng thời, thiên tử còn đặc biệt nói rõ tầm quan trọng của người này. Hiện giờ Hoa Quốc đang bàn bạc với gia tộc Azor Lan Chi, hơn nữa đã tới thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này Charlie chết ở Hoa Quốc thì tất cả mọi nỗ lực khi trước đều sẽ đổ sông đổ bể. Khương Vi Nhan liếc nhìn, thấy ba chữ Lục Hoài Viễn thì không khỏi sửng sốt, người này không phải tổng giám đốc công ty dầu mỏ Hoa Quốc sao? Ông ta sao vậy? Tiêu Chính Văn dịu dàng nói, nghe nói là bị một nước nhỏ ở Phi Lục bắt giữ, cơ mà có vẻ vấn đề cũng không lớn lắm. Nghe nói nhà họ Lục rất có tiếng nói trong giới thương mại của Hoa Quốc. Khoảng thời gian này, Khương Vi Nhan cũng tiếp xúc với không ít công ty lớn tầm cỡ trong cả nước. Còn có không ít công ty xuyên quốc gia, vậy nên vẫn thường nghe bên đối tác nhắc đến cái tên Lục Hoài Viễn này. Chương 1454 có thể thấy người này rất có tầm ảnh hưởng ở trong thương giới. Đó là đương nhiên, một người nắm giữ gần một nửa chuỗi cung ứng dầu mỏ của Hoa Quốc. Tầm ảnh hưởng đương nhiên không hề nhỏ. Nếu không thì người ta cũng sẽ không giam lỏng ông ta để uy hiếp Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn lờ mờ cảm nhận được đối phương tuyệt đối không thể là một nước nhỏ của Phi Lục, rất có khả năng phía sau còn có một thế lực ngầm nào đó. Nếu không thì sao Âu Lục lại loan tin gia tộc Azor Lan Chi rất có tầm ảnh hưởng ở đất nước này cơ chứ? Kỳ thực, nói thẳng ra là do mấy nước nhỏ ở Âu Lục, thậm chí bao gồm cả đám do Mễ Quốc đứng đầu. Bởi vì lần trước Tần Vương ép vua thoái vị không tranh được lợi lộc gì nên mới đột nhiên ra tay với Lục Hoài Viễn. Họ coi Lục Hoài Viễn như quân cờ để đàm phán với Hoa Quốc, đòi hỏi Hoa Quốc những lợi ích không thể đạt được trên chiến trường. Chồng à, thế thì có phải anh lại sắp phải xa nhà không? Khương Vi Nhan hơi nhíu mày nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, hơi bất lực nói, anh vẫn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nên buộc phải đi xem thử. Nếu không thật sự không thể yên tâm được. Chồng à, thế nhưng em sắp sinh rồi, khoảng thời gian gần đây vẫn hay cảm thấy, đứa bé ở trong bụng cứ đạp em miết, Khương Vi Nhan thầm thì nói. Cô biết Tiêu Chính Văn không phải kiểu người quá xem trọng tình cảm. Hơn nữa bản thân anh còn là trụ cột của Hoa Quốc. Bảo anh vì cô mà bàng quan đứng nhìn trước an nguy của Hoa Quốc, mặc dù Tiêu Chính Văn cũng có thể làm được, thế nhưng điều đó sẽ khiến anh vô cùng khó chịu. Cô chỉ hy vọng lúc đứa bé chào đời, Tiêu Chính Văn có thể ở bên cạnh mình, và người đầu tiên mà đứa bé nhìn thấy khi sinh ra chính là cô và Tiêu Chính Văn. Yên tâm đi, anh đã hỏi bác sĩ về thời gian dự sinh của em rồi, hơn nữa lần này tới Phi Lục cũng sẽ không quá lâu, nhiều nhất là sau một tuần anh sẽ trở về thôi. Tiêu Chính Văn nắm lấy tay Khương Vi Nhan nói. Nghe Tiêu Chính Văn nói như vậy, Khương Vi Nhan cũng thấy yên tâm hơn. Tiêu Chính Văn nhìn xuống bụng của Khương Vi Nhan, dịu dàng nói, kể từ lúc này em không xuống bếp nữa, tất cả mọi việc cứ giao hết cho người giúp việc làm đi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa dìu Khương Vi Nhan quay trở lại phòng, sau khi được cô nằm xuống giường, anh lại tìm một cái chăn đắp cho cô. Chương 1455 tỏ ý Khương Vi Nhan có thể ngủ một giấc thật ngon trước giờ cơm tối để xua tan đi mệt nhọc sau một ngày làm việc. Sau khi dỗ Khương Vi Nhan ngủ, Tiêu Chính Văn lại gọi điện thoại cho Lãnh Kế Hồng. Bảo ông ta trong khoảng thời gian tới gánh vác bớt một số chuyện vụn vặt trong công ty, dù gì Khương Vi Nhan cũng đã mang bầu 8 tháng, không thể ngày nào cũng chạy tới công ty được. Cậu Tiêu cứ yên tâm, kể từ ngày mai tôi sẽ chuyển phòng làm việc của mình đến tập đoàn Vi Nhan, khoảng thời gian này nhất định sẽ giúp sếp Khương san sẻ mọi công việc trong công ty. Lãnh Kế Hồng vội vàng bảo đảm với Tiêu Chính Văn qua điện thoại. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau khi cúp điện thoại thì quay trở lại sau vườn, tiến hành hoàn thiện trận pháp mà mình đã bố trí trước đó. Chớp mắt, thời gian 2 ngày đã trôi qua, vết thương của Tiêu Chính Văn về cơ bản cũng bình phục được 7-8 phần. Lúc này, không chỉ có các tông môn gần Giang Trung đang nhìn vào Tiêu Chính Văn.
mà ngay cả hai người ông Lư và Dược Sư Hoàng cũng âm thầm cử người giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn 24/7. Mặc dù trận chiến giữa anh và Charlie không lớn lắm, nhưng kết quả sau cùng lại tạo nên ảnh hưởng cực lớn. Ảnh hưởng đến kết quả đàm phán cuối cùng giữa gia tộc Azer Lan Chi và Hoa Quốc, lại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Hoa Quốc với các nước Phi Lục và cả Âu Lục. Cục diện bên trong Hoa Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc, thậm chí có thể thay đổi cả lề lối chính trị Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa mới ăn sáng xong, bên ngoài cửa biệt thự đã vang lên những âm thanh ồn ào. Hơn nữa thanh âm còn càng lúc càng lớn, trước cửa rõ ràng đang náo nhiệt như một buổi chợ phiên. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, Khương Vi Nhan đang ở trong nhà dưỡng thai, ai lại chạy đến trước cửa nhà bọn họ gây sự. Anh đang định cử người ra ngoài nhìn xem thì một đệ tử của Thiên Kiếm Tông vội vàng chạy vào trong nói, anh Tiêu, không hay rồi, mấy tên nước ngoài và không ít người của Võ Tông đang bao vây trước cửa nhà chúng ta. Ít nhất cũng phải có hơn 1.000 người. Đệ tử của Thiên Kiếm Tông đó lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói. Lúc này, bên ngoài cửa đã đông nghịt từ lâu. Chương 1456 cũng không biết đám người của Võ Tông và không ít ông trùm trong giới kinh doanh ở Giang Trung này nghe tin ở đâu, vậy mà lại theo chân Charlie chạy tới đây để hóng chuyện. Lúc này, Charlie cao ngạo khoanh tay, lạnh lùng gào vào bên trong biệt thự Tiêu Chính Văn. Ra ngoài chịu chết đi. Những người trong Võ Tông từng bị Tiêu Chính Văn chèn ép khi trước và không ít ông trùm thương giới khi nghe thấy mấy chữ bảo Tiêu Chính Văn ra ngoài chịu chết thì trong lòng vô cùng vui sướng. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân dẫn theo mười mấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông chậm rãi bước ra khỏi biệt thự. Charlie cười khẩy nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói, mày chính là Tiêu Chính Văn à? Không sai, Tiêu Chính Văn tỏ thái độ hờ hững, hơi thở vẫn luôn trầm ổn, bình thản nhìn về phía Charlie. Bây giờ mày chỉ còn có hai con đường để đi, hoặc là quy phục về dưới trướng gia tộc Azer Lan Chi của bọn tao, hoặc là bị tao đánh chết ngay trước cửa nhà. Nói xong, Charlie đeo một cái bao tay làm bằng thép. Lẽ nào không có con đường thứ ba sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Thấy Tiêu Chính Văn thoải mái như đang chế nhạo mình, sắc mặt Charlie trở nên u ám, cười khẩy nói, con đường thứ ba ư? Đương nhiên có chứ, đó là cả nhà mày đều bị giết sạch. Không phải là mày bị giết sao? Tiêu Chính Văn híp mắt cười hỏi ngược lại. Không chỉ Charlie, ngay cả mấy gã đàn ông da trắng đứng bên cạnh gã cũng đều phá lên cười. Chưa nói đến việc hiện giờ Hoa Quốc đang đàm phán với gia tộc Azer Lan Chi, dù không có chuyện này, Charlie là người mà Tiêu Chính Văn muốn giết là có thể giết luôn hay sao? Có phải mày cho rằng bây giờ mày là thiên vương thiên cấp 4 sao thì có thể dễ dàng đánh bại tao? Charlie vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác ngoài rồi ném sang một bên. Đồng thời để lộ ra một tấm áo giáp ánh vàng sáng chói. Thánh sư khải giáp, Tiêu Chính Văn vẫn rất có mắt nhìn. Tấm áo giáp trên người Charlie gần như tránh được mọi đao kiếm, chẳng hề hấn gì trước nước hay lửa, gần như miễn dịch với tất cả đòn công kích. Chương 1457 chả trách Charlie lại điên cuồng như vậy, dù có cao hơn gã một bậc thì cũng rất khó làm cho gã bị thương. Mà mỗi đòn công kích của gã đều có thể trở thành đòn đánh chí mạng. Chủ thượng, lớp áo giáp trên người hắn rất khó rách. Chỉ bằng để tôi giao đấu với hắn trước. Độ Thiên Chân Nhân vừa nói vừa chuẩn bị tiến lên phía trước. Tiêu Chính Văn vội vàng ngăn Độ Thiên Chân Nhân lại. Trước khi tìm ra chỗ sơ hở của bộ áo giáp trên người gã mà vội vàng ra tay thì sẽ phải bỏ mạng trước tiên. Thiên vương địa cấp 3 sao cũng có thể giết chết thiên vương cấp thiên 4 sao. Hơn nữa, lúc Charlie ra tay có thể không kiêng nể gì, hoàn toàn không cần để tâm tới thế tiến công của đối phương. Chỉ cần xông lên ra đòn mạnh tay là được. Như vậy thì người phải đối đầu với gã sẽ vô cùng bị động. Chủ thượng, Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói, không được mạo hiểm, để tôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vừa đưa tay lấy con dao quân đội năm cạnh ra từ trong ống tay áo. Nhìn hành động của mày thì chắc là lựa chọn đường chết rồi. Charlie cười gằn sải bước tiến lên trước, giơ hai nắm đấm thép lên. Thi thoảng trong không gian lại vang lên âm thanh không khí bị xé toang. Chẳng trách vũ khí của gã chính là đôi bao tay thép này. Xét về sức phòng ngự, bất luận là đao kiếm hay giáo rìu thì căn bản cũng không thể làm gã bị thương. Mà dùng nắm đấm thép này tham gia chiến đấu thì vừa có thể xê dịch lại vừa có thể tiến công. Sau khi quan sát Charlie một lượt,
Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra chiến thuật và chiến pháp của gã. Vút, không đợi Charlie ra tay, Tiêu Chính Văn đã tiến công trước, con dao quân đội năm cạnh phi thẳng ra ngoài. Một điểm sáng sắc lạnh lao thẳng về phía mặt Charlie. Hừ, tài năng thấp kém, dứt lời, Charlie kéo mặt nạ bảo hộ của bộ áo giáp xuống, chỉ để lộ ra cặp mắt màu đen. Keng! Chương 1458 khoảnh khắc con dao quân đội năm cạnh đâm trúng lớp mặt nạ kim loại thì lập tức lóe lên tia lửa. Thế nhưng điều khiến Tiêu Chính Văn thất vọng là cuối cùng con dao quân đội cũng không thể đâm xuyên qua được lớp áo giáp của Charlie mà lại bắn ngược trở lại. Thấy vũ khí nổi tiếng của Tiêu Chính Văn không có tác dụng gì với Charlie, trong lòng Độ Thiên Chân Nhân không khỏi lo lắng thay cho Tiêu Chính Văn. Lúc này, Khương Vi Nhan nghe thấy tiếng tranh cãi đang định mở cửa ra ngoài xem thử. Kết quả bị mấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông ngăn lại, xếp Khương, anh Tiêu đã dặn rồi, anh ấy đang đấu võ, bảo cô tuyệt đối không được ra ngoài để tránh bị thương. Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày. Quả thực cô đang mang thai, cũng không giúp được gì cho Tiêu Chính Văn. Lỡ như vì sự xuất hiện của cô mà khiến Tiêu Chính Văn phân tâm, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy nên cô mới từ bỏ ý định ra ngoài. Thế nhưng cô vẫn không thể yên tâm như cũ. Một đệ tử của Thiên Kiếm Tông lấy ra một cái ống nhòm, nói với Khương Vi Nhan, xếp Khương, bên ngoài rất lạnh, cô có thể trở về phòng rồi dùng cái này quan sát anh Tiêu chiến đấu. Khương Vi Nhan nhận lấy ống nhòm rồi quay người đi lên trên tầng. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Charlie đang lao vào nhau giao đấu kịch liệt. Charlie liên tiếp tung ra mấy cú đấm, ngay cả góc áo của Tiêu Chính Văn cũng chưa thể chạm tới được. Mặc dù Tiêu Chính Văn cũng từng không ngừng thử dùng con dao quân đội năm cạnh công kích vào điểm yếu chí mạng của Charlie, thế nhưng vấn đề là lớp giáp sắt trên người đã bao kín lấy cơ thể của gã. Bất luận Tiêu Chính Văn có tung ra bao nhiêu đợt công kích thì kết quả vẫn như nhau. Mặc dù nói Charlie không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương, thế nhưng Tiêu Chính Văn cũng sốt ruột y như thế. Nếu như không tìm được điểm yếu của đối phương thì e rằng bản thân anh sẽ chết vì mệt mất. Lúc này, đám đông quan sát cũng đều nhìn ra tình hình trước mắt. Mấy ông trùm trong giới kinh doanh từng có thủ với Tiêu Chính Văn đều đắc ý chế nhạo, Tiêu Chính Văn, không ngờ cậu cũng có ngày này nhỉ. Đúng thế, theo tôi thấy, chỉ bằng cậu hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, dù gì cậu căn bản cũng không làm người ta bị thương nổi. Tiêu Chính Văn, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, bảo cậu đừng có ý định làm tổn hại tới Charlie, cậu cứ khăng khăng không chịu nghe, bây giờ thì sao chứ? Có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chương 1459 ông Trần bước ra khỏi đám người, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn phẫn nộ gầm lên. Mắng ra được câu này giống như nhổ ra được một cục đờm mắc trong cổ họng 80 năm, khiến ông Trần vô cùng thoải mái. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không để tâm tới mấy lời mắng chửi và chế nhạo của đám người này, trong đầu không ngừng nghĩ cách để đối phó. Đây là lần đầu tiên anh đối diện với loại chiến pháp mai rùa như vậy. Nhớ lại kiến thức bên trong Thiên Sơn Thư Lục có liên quan tới cách giải trừ phương pháp phòng ngự, Tiêu Chính Văn cũng đã thử mấy lần thế nhưng đều không có tác dụng. Thánh sư khải giáp quả nhiên là trang bị có tính phòng ngự nổi tiếng của Âu Lục. Dù có là thanh giáo dài liệt long màu đỏ không gì là không phá hủy được thì cũng chịu bó tay trước lớp áo giáp của Charlie. Tiêu Chính Văn, dù mày có dùng hết mọi cách thức thì cũng không làm gì được tao đâu. Dù có là thiên thần một sao thì cũng không thể làm tao bị thương được. Tiếng cười đắc ý của Charlie phát ra từ phía sau lớp mặt nạ. Ồ, cảnh giới thiên thần cũng không thể làm mày bị thương ư. Vậy thì tao phải xem lớp mai rùa trên người mày rốt cuộc chịu đựng được bao nhiêu đòn đánh. Nói xong, Tiêu Chính Văn thu lại hết tất cả vũ khí, tung nắm đấm về phía Charlie. Bốp, Tiêu Chính Văn đánh vào lưng của Charlie, chấn động đến mức khiến cho gã bị choáng. Chuyện này là sao vậy chứ? Lớp áo giáp ngay cả đao giáo cũng không lọt vào nổi mà lại không ngăn được cú đấm của Tiêu Chính Văn ư. Trong lòng Charlie trùng xuống, thầm thốt lên không ổn rồi. Thầm thốt lên ổn rồi. Chương 1460 nhưng không đợi Charlie phản ứng lại, cú đấm của Tiêu Chính Văn cứ thế đánh xuống như vũ bão. Mặc dù áo giáp của Charlie gần như bất khả chiến bại nhưng trên đời này chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả. Dù nó không sợ đao kiếm nhưng sức phòng thủ gần như bằng không khi đối mặt với đòn tấn công có sức mạnh thuần túy, chẳng hạn như nắm đấm, lực trưởng. Vì quyền phong và trưởng phong vẫn có thể xuyên qua áo giáp truyền đến trên người Charlie.
Giống như đòn tấn công có khoảng cách nhất định, điểm tác dụng không giống nhau, tầng áo giáp đó chính là không khí. Không đến 10 giây sau, Charlie đã bị đánh 100 cú khiến gã ném luôn mặt nạ vàng xuống đất, nôn ra từng ngụm máu lớn. Tiêu Chính Văn, tên quái vật, đừng đến đây, trận đấu của chúng ta bị hủy bỏ. Lục phủ ngũ tạng của Charlie sắp bị Tiêu Chính Văn đánh vỡ nát. Lúc này áo giáp trên người Charlie không thể giúp ích gì được cho gã, ngược lại còn khiến động tác của gã chậm chạp hơn, không thể tránh được đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Hoàn toàn trở thành thứ vô dụng. Mày có thể quyết định trận đấu bắt đầu vào lúc nào nhưng khi nào kết thúc thì phải do tao quyết định. Khóe môi Tiêu Chính Văn cong lên nở nụ cười đầy ẩn ý. Giờ đây Charlie đã là cá nằm trên thớt, chỉ một câu hủy trận đấu mà muốn thoát là được à? Không có cửa đâu, 100 cú đấm này là trả thù cho Từ Kiêu Long. Dứt lời, Tiêu Chính Văn thay trưởng thành nắm đấm, ngay tức khắc đánh về phía Charlie. Tiêu Chính Văn, tên biến thái nhà mày, ông đây chỉ đánh Từ Kiêu Long có một cú thôi. Mẹ kiếp, phụt, Charlie mới nói được nửa câu thì lại nôn ra một ngụm máu lớn. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn quả thật rất đáng sợ. Mỗi một cú đều như có một cây búa lớn đập vào người gã. Không đến nửa phút sau anh đã tung ra hơn 100 cú đánh vào người gã. Charlie chỉ cảm thấy tim phổi của mình như bị vỡ nát, máu liên tục trào ra từ trong miệng. Lúc này mấy gã đàn ông da trắng đi theo Charlie đến Hoa Quốc cũng hoảng sợ. Họ từng tận mắt thấy Charlie mạnh như thế nào. Trên đường lẻn vào Hoa Quốc, chính tay Charlie tàn sát một thiên vương 4 sao của nước Hùng. Sở dĩ gọi là tàn sát là vì võ giả nước Hùng đó chẳng có cơ hội đánh trả đã bị Charlie đánh thành một đống bùn thịt. Đúng thế, là đống bùn thịt. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi ngược lại hoàn toàn, là Tiêu Chính Văn đang hung hăng đè Charlie xuống đánh. Đừng nói là bước lên giúp, họ chẳng có can đảm nói nhiều thêm một câu nữa là. Chương 1461 Tiêu Chính Văn, đủ rồi. Thiên tử có lệnh không thể giết cậu ta. Ông Trần thấy Tiêu Chính Văn lại chiếm ưu thế thì tức giận đến mức sắp nổ phổi, ông ta thầm mắng Charlie chỉ là một tên vô tích sự. Nhưng hiện giờ đảm bảo tính mạng cho Charlie mới là quan trọng. Không thể giết hắn sao? Tiêu Chính Văn quay đầu lại, lạnh lùng trợn mắt nhìn ông Trần. Chỉ một ánh mắt đã khiến ông Trần hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, vội vã lùi về sau mấy bước, ngay cả giấm cũng chẳng dám đánh. Tiêu Chính Văn, anh nghe tôi nói, tôi nhận thua. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa tôi sẽ chết mất, Charlie nói, máu liên tục chảy ra từ khóe miệng. Điều này chứng tỏ nội tạng của Charlie đã bị thương rất nghiêm trọng, đừng nói là đánh lại, lúc này Charlie còn chẳng đứng lên nổi. Chỉ cần hơi động đậy, lục phủ ngũ tạng đau như sắp nứt ra vậy. Tha cho mày ư, Tiêu Chính Văn nở nụ cười lạnh như băng cúi đầu nhìn Charlie. Tiêu Chính Văn, chẳng phải bên các anh có một người tên là Lục Hoài Viễn bị giam giữ sao? Tôi có thể giúp các anh, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thì ông ta sẽ được thả ra. Charlie vội vàng nói. Lúc này gã phải thể hiện được giá trị của bản thân mới có thể giữ lại mạng sống. Thấy Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, mắt Charlie hiện lên vẻ vui mừng, gã giơ tay ôm lấy chân Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, tôi sẽ gọi ngay. Anh yên tâm. Ông ta sẽ trở về Hoa Quốc trong vòng 3 ngày. Tao nghĩ mày hiểu lầm ý tao rồi, tao chỉ đang xác nhận một chuyện. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Cái gì? Charlie ngơ ngác, Tiêu Chính Văn nói thế là có ý gì? Tiêu Chính Văn không định tha cho gã để cứu Lục Hoài Viễn về à? Lục Hoài Viễn bị bắt chắc chắn có liên quan đến gia tộc Azer Lan Chi nhỉ? Nếu không thì sao những lời mày nói lại có tác dụng chứ? Trong vòng 3 ngày là có thể thả Lục Hoài Viễn về ư. Tiêu Chính Văn nhấc chân lên đá Charlie khiến gã văng ra xa hơn 3 mét đập người vào một cây cao gần đó. Lúc này Charlie lăn trên mặt đất giống một quả cầu lớn. Cú đá vừa rồi khiến ruột gan Charlie đau như đứt từng đoạn, thậm chí cả người không nhấc lên nổi. Cộp, 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 tiếng bước chân của Tiêu Chính Văn hệt như âm thanh của ma quỷ lọt vào tai Charlie khiến gã không khỏi run lẩy bẩy. Tiêu Chính Văn, thiên tử các anh có lệnh không thể giết tôi. Anh không thể, không thể. Chương 1462 Charlie hoàn toàn phát điên, đôi mắt trợn còn to hơn cả bóng đèn, khàn giọng gào lên.
không giết mày thì không thể làm yên lòng dân, không giết mày thì không thể ra oai, không giết mày thì không đủ thể hiện uy lực của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa bước đến chỗ Charlie, đấm vào người gã như vũ bão. Ban đầu còn có thể nghe tiếng Charlie gào khóc, nhưng không đến 5 phút sau chỉ còn nghe thấy tiếng mấy âm thanh trầm đục. 10 phút sau, Tiêu Chính Văn mới hít sâu một hơi đứng thẳng người, sau đó xách Charlie lên. Lúc này Charlie đã mất ý thức, cả người dính đầy máu. Lách cách, Tiêu Chính Văn cởi hai mảnh áo giáp trên người Charlie xuống rồi ném sang một bên, sau đó lại đấm vào người gã ba cú liên tiếp. Ba cú đấm này khiến đầu Charlie vỡ nát. Quẹ, mấy doanh nhân nhà giàu nôn ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn, cậu dám chống lại mệnh lệnh. Ông Trần run rẩy chỉ vào Tiêu Chính Văn, nhìn chằm chằm vào thi thể Charlie. Thôi xong, toang rồi, cuộc đàm phán giữa Hoa Quốc với gia tộc Azer Lan Chi không còn cách cứu vãn nữa. Tiêu Chính Văn lười để ý đến ông Trần, một chân đạp lên thi thể Charlie, lạnh lùng nhìn mấy gã đàn ông da trắng đến Hoa Quốc cùng với gã, trầm giọng nói, nghe đây, nếu ai trong các người dám bước lên lãnh thổ Hoa Quốc lần nữa thì hắn chính là ví dụ điển hình. Bất kể là gia tộc Azer Lan Chi hay cả Âu Lục, kẻ nào dám xâm phạm Hoa Quốc đều phải chết. Nói xong Tiêu Chính Văn nhấc chân lên đá thi thể Charlie vào trong không trung. Một lúc lâu sau thi thể gã mới rơi xuống đất tạo ra một cái hố lớn hình người. Được, chúng tôi sẽ chuyển lời lại cho gia tộc Azer Lan Chi. Mấy gã đàn ông da trắng vội vàng chạy đến kéo thi thể của Charlie ra khỏi hố lớn. Hai người da trắng khác vừa định chạy đến nhặt áo giáp của Charlie, Tiêu Chính Văn liếc mắt, đằng đằng sát khí nói, muốn chết hả? Hừ, hai gã đàn ông da trắng vội lùi về sau mấy bước. Bộ áo giáp này là của gia tộc Azer Lan Chi, chỉ cho Charlie mượn tạm mà thôi. Các anh không cần mang bộ áo giáp này về, chuyển lời đến tộc trưởng gia tộc Azer Lan Chi là tôi muốn lấy bộ áo giáp này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhặt bộ áo giáp lên. Anh, mấy gã đàn ông da trắng đều há hốc mồm, Tiêu Chính Văn đánh chết Charlie thì đã đành, ngay cả đồ cũng muốn giành luôn à. Các anh có ý kiến gì sao? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nói. Không, không có, mấy gã đàn ông da trắng đâu dám có ý kiến. Thấy không thể lấy lại bộ áo giáp, mấy tên đó vội vàng khiêng thi thể của Charlie điên cuồng chạy về phía thành phố. Chương 1463 Charlie bị đánh chết tại chỗ, thi thể máu thịt lẫn lộn, thậm chí căn bản còn không nhìn ra diện mạo ban đầu. Các ông trùm Giang Trung và cả đám người trong võ tông đều không khỏi chột dạ. Xem ra Tiêu Chính Văn thật sự đã đối đãi rất nhân từ với bọn họ rồi. Ông Trần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, phẫn nộ quay người bước về phía sân bay. Tiêu Chính Văn dám coi thường ông ta, không giữ thể diện cho ông ta trước mặt mọi người, ông ta nhất định sẽ báo mối thù này. Ông Trần vừa đi vừa tính toán trong lòng nên cáo trạng Tiêu Chính Văn như thế nào trước mặt thiên tử. Ông Trần, tên Tiêu Chính Văn này không thể động vào đâu, cậu ta cũng quá tàn độc rồi. Ông Trần quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên kia, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, giết cậu ta cần gì phải dùng tới đao kiếm. Nói xong ông ta bước nhanh vào trong xe, đi thẳng về phía sân bay. Tiêu Chính Văn cầm bộ áo giáp trở về biệt thự, bộ áo giáp này quả thực rất phù hợp với ý của Tiêu Chính Văn. Bây giờ Khương Vi Nhan đang mang thai, hoàn toàn không có chút thực lực nào, chẳng khác gì một người bình thường. Mà bộ áo giáp này vừa hay có thể mang tới tác dụng bảo vệ hoàn hảo. Chỉ là không biết kích cỡ của nó có vừa với cơ thể hay không, vậy nên Tiêu Chính Văn mới cầm bộ áo giáp đi thẳng lên phòng ngủ của anh và Khương Vi Nhan trên tầng 2. Vi Nhan, bộ áo giáp này không tồi chút nào, trọng lượng cũng tương đối nhẹ, em mặc thử xem sao. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa đưa bộ áo giáp vào trong tay Khương Vi Nhan. Vết máu bên trên lớp áo giáp đã được Tiêu Chính Văn gột rửa sạch sẽ. Khương Vi Nhan giơ tay nhận lấy bộ áo giáp màu vàng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là bộ áo giáp có thể bảo vệ cho cả cơ thể, bất luận là độ dày hay độ dài, ít nhất cũng phải nặng tới mấy chục cân. Thế nhưng lúc cô cầm nó trên tay lại phát hiện ra nó nhẹ như cánh ve. Bộ đồ này nhẹ thế sao? Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, nói với vẻ không dám tin. Chương 1464 Tiêu Chính Văn cười híp mắt nhìn Khương Vi Nhan. Đây là một trong số các thần binh.
khác với những vũ khí và công cụ phòng bị cấp huyền hay cấp thiên ngoài kia. Mỗi một bộ thần binh đều có đặc tính riêng của nó. Giống như kim sư giáp thì có năng lực phòng ngự cực mạnh. Đương nhiên cũng chỉ có thể phòng bị được những đòn công kích vật lý, còn nếu dùng cú đấm mạnh để phát động tiến công giống Tiêu Chính Văn ban nãy thì năng lực phòng ngự của bộ áo giáp này gần như bằng không. Ngoài ra, đặc điểm lớn nhất của kim sư giáp là cực nhẹ. Vậy nên Tiêu Chính Văn mới nghĩ tới việc tặng bộ áo giáp này cho Khương Vi Nhan. Bụp! Khương Vi Nhan vừa mới cài nút áo giáp thì cả bộ áo giáp đột nhiên tự co giãn, dường như đang tự điều chỉnh kích cỡ sao cho có thể kết hợp hoàn hảo với thân hình của Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn không khỏi gật đầu, không ngờ Âu Lục cũng có thứ tốt như thế. Gia tộc Azure Lan Chi quả là có những điểm hơn người. Vũ khí huyền cấp trên thế giới này nhiều nhan nhản, thậm chí vũ khí cấp thiên cũng chưa chắc là thứ không thể có được. Thế nhưng thần binh lại là thứ vô cùng quý hiếm trên thế giới. Dù là Long Các thì cũng chỉ có một bộ thần binh. Chồng à, bộ đồ này cởi ra kiểu gì vậy? Khương Vi Nhan tìm mãi một lúc lâu mà không tìm ra được nút áo giáp ở đâu. Không phải sau khi mặc lên thì không thể cởi ra được đấy chứ. Đây, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa dùng tay ấn lên vị trí mắt của đầu sư tử trên ngực Khương Vi Nhan. Bụp một tiếng, kim sư giáp lại trở về với kích cỡ ban nãy, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Trên đời vẫn còn món đồ thần kỳ như vậy sao? Khương Vi Nhan không dám tin tất cả những chuyện này là thật, rõ ràng còn ảo diệu hơn cả mấy thứ biểu diễn trên TV. Ừ, đương nhiên là có, chỉ là số lượng không nhiều, lúc anh không ở bên cạnh em thì bộ áo giáp này có thể bảo vệ cho sự an toàn của em. Tiêu Chính Văn nhặt kim sư giáp lên rồi đặt vào trong tay Khương Vi Nhan. Chương 1465 Khương Vi Nhan nhận lấy kim sư giáp rồi cười nói, em vẫn hy vọng anh bảo vệ cho em hơn. Đương nhiên, anh sẽ luôn luôn bảo vệ cho em. Dứt lời, Tiêu Chính Văn khẽ hôn lên trán Khương Vi Nhan. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Chính Văn đột nhiên vang lên, anh cúi đầu nhìn màn hình, bên trên không có số điện thoại. Đây chắc chắn là điện thoại từ Thiên Tử, Tiêu Chính Văn không chút do dự, ấn nghe máy, chào Thiên Tử. Chủ soái Tiêu, nghe nói Charlie đã chết rồi. Mặc dù bản vương cũng muốn nhìn thấy kết quả này, thế nhưng bên phía Lục Hoài Viễn lại nguy hiểm nhiều hơn rồi. Không có gia tộc Azure Lan Chi đứng ra hòa giải. Chuyện này, Thiên Tử, thật ra chuyện Lục Hoài Viễn bị bắt cũng có quan hệ trực tiếp với gia tộc Azure Lan Chi. Nếu không thì trước khi chết Charlie sẽ không nói ra những lời đó. Tiêu Chính Văn thuật lại một lượt những lời Charlie đã nói cho Thiên Tử nghe. Ừ. Chủ soái Tiêu phân tích rất có lý, nếu là như vậy thì không chỉ có Charlie, ngay cả những hành động thương mại đang nhắm vào Hoa Quốc lúc này có khả năng đều có liên quan tới bọn họ. Tiếp đó, Thiên Tử bàn bạc với Tiêu Chính Văn một số cục diện trước mắt. Các nước đều đang dục dịch ngóc đầu dậy, muốn xuống tay thật mạnh với ngành thương nghiệp của Hoa Quốc, mà sở dĩ bây giờ vẫn chưa có hành động gì là bởi họ đều đang chờ xem chuyện của Lục Hoài Viễn sẽ được xử lý như thế nào. Thiên Tử, sáng ngày mai tôi sẽ đích thân tới Phi Lục, nhất định sẽ đưa Lục Hoài Viễn an toàn trở về Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn bảo đảm với Thiên Tử. Không, chủ soái Tiêu, nếu cậu định tới Phi Lục thật thì theo tôi thấy chi bằng hãy diệt trừ toàn bộ các thế lực địa phương đang bị kiểm soát bởi Âu Lục đi, cũng coi như chủ soái Tiêu san sẻ bớt khó khăn cho bản vương, cậu thấy thế nào? Thiên Tử nói với giọng điệu thương lượng. Thiên Tử cũng biết vợ của Tiêu Chính Văn là Khương Vi Nhan sắp sinh con. Yêu cầu này của mình quả thực hơi thái quá. Chuyện này, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức nhìn về phía Khương Vi Nhan, nhìn phần bụng đã nhô cao của cô, tự mình rơi vào giữa hai lựa chọn khó khăn. Chủ soái Tiêu, bất luận cậu có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ lập tức cử bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất của bệnh viện tới Giang Trung, chăm sóc cho Khương Vi Nhan 24/7. Thiên Tử thấy Tiêu Chính Văn dường như đang hơi khó xử nên vội vàng tranh thủ thời cơ. Tiêu Chính Văn trầm tư trong chốc lát, nói, được rồi, tôi sẽ tận lực, ra sức vì đất nước vốn là việc đàn ông nên làm. Chương 1466 Chủ soái Tiêu quả nhiên đại nghĩa, cậu yên tâm, tôi sẽ cử người tiếp ứng cậu ở bên đó, sẽ không để cho cậu phải một mình xông pha. Thiên Tử nói thêm mấy lời khách sáo với Tiêu Chính Văn rồi cúp điện thoại. Tiêu Chính Văn vừa mới đặt điện thoại xuống thì chuông điện thoại lại vang lên thêm lần nữa. Anh Tần. Tiêu Chính Văn nhận điện thoại, cười nói với Tần Vũ. Tiêu Chính Văn,
cậu muốn tới Phi Lục thật sao? Tình hình bên đó có thể vô cùng nguy hiểm. Tần Vũ lo lắng nói qua điện thoại. Thật ra gần đây Hắc Băng Đài đã tổn thất không ít thành viên ở Phi Lục. Thậm chí có những thành viên vốn sinh ra ở Phi Lục cũng đồng loạt bị ra tay độc ác. Lục Hoài Viễn không thể chết ở Phi Lục, điều này ảnh hưởng tới việc thương nhân của Hoa Quốc chúng ta có thể kinh doanh bình thường tại các nước khác hay không? Tiêu Chính Văn điềm nhiên trả lời. Tần Vũ ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, theo tin tình báo đáng tin cậy của chúng tôi, Lục Hoài Viễn đang bị nhốt bên dưới một kim tự tháp. Thế nhưng muốn tiến vào khu vực đó thì e rằng sức lực của một người là không đủ. Hắc Băng Đài của chúng tôi ở bên đó vẫn còn một tiểu đội hành động, tôi có thể bảo bọn họ chi viện cho cậu, còn nữa, một đội viên trong số đó chính là cháu gái của ông Dương, phiền cậu để ý một chút. Hả, nghe tới đây, Tiêu Chính Văn hơi băn khoăn hỏi, ông Dương. Ông Dương nào, Dương Hưng Hoa, hiện là một trong số các trưởng lão của Long Các, trước đây tôi đã chuẩn bị đích thân tới Phi Lục, nhưng ý của thiên tử là để cậu đi giải quyết vấn đề ở Phi Lục. Tôi đi Vi Hào, do đó sự ủy thác của ông Dương phải nhờ cả vào cậu Tiêu rồi. Tần Vũ giải thích qua điện thoại. Dương Hưng Hoa, Tiêu Chính Văn cũng có chút ấn tượng về người này, tính cách cũng được coi là chính trực, hơn nữa còn hết mực trung thành với quốc gia. Vậy nên Tiêu Chính Văn cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Chương 1467 được thôi, cô ấy tên là gì? Tiêu Chính Văn điềm nhiên hỏi. Dương Linh Nhi, còn nữa. Đội trưởng của tiểu đội hành động đó có nhiều kinh nghiệm tại địa phương, tên là La Quốc Hoa. Tới lúc đó tôi sẽ cử người đó tới đón cậu, Tần Vũ trầm giọng nói. Được, sáng ngày mai tôi sẽ xuất phát. Sau đó, Tiêu Chính Văn nói với Tần Vũ về thời gian cất cánh và hạ cánh của chuyến bay mình đã đặt xong. Thật ra trước đây ông Dương không hề đưa ra yêu cầu này với Tần Vũ. Mặc dù Dương Linh Nhi cũng ở trong Hắc Băng Đài, nhưng không hề làm việc tại Phi Lục mà lại làm đội trưởng tiểu đội sát thủ ở Âu Lục. Có điều, cô ta nghe nói lần này Tiêu Chính Văn sẽ đích thân tới Phi Lục nên mới lập tức xin với ông nội, thỏa thuận với Tần Vũ điều chuyển mình tới Phi Lục. Nguyên nhân cũng chẳng có gì, Tiêu Chính Văn không chỉ có thanh danh hiển hách ở Hoa Quốc mà cũng đã trở thành thần thoại ở cả Âu Lục từ lâu. Thật ra từ rất lâu trước đây, Dương Linh Nhi đã vô cùng sùng bái Tiêu Chính Văn. Luôn hy vọng có thể gặp mặt Tiêu Chính Văn một lần. Hiếm lắm mới có được cơ hội như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua chứ? Tần Vũ biết thực lực của Dương Linh Nhi vẫn ở mức chủ soái một sao. Thực lực thấp nhất so với mọi người trong tiểu đội bên Phi Lục. Vậy nên anh ta mới đặc biệt dặn dò Tiêu Chính Văn đảm bảo cho sự an toàn của cô ta. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn ngồi máy bay đi tới Phi Lục. Suốt cả chặng đường, Tiêu Chính Văn đều chỉ thầm tính toán xem sau khi đến Phi Lục thì phải làm sao để tìm được kim tự tháp đang nhốt Lục Hoài Viễn. Dù sao số kim tự tháp trên đất Phi Lục đâu chỉ có mấy trăm, hơn nữa bản thân anh lại chỉ có một cơ hội. Nếu không, sau khi đối phương phát giác ra sẽ lập tức chuyển Lục Hoài Viễn tới nơi khác tiếp tục bắt nhốt, thậm chí còn thẳng tay giết luôn Lục Hoài Viễn. Suy đi tính lại một hồi, Tiêu Chính Văn cảm thấy hơi mệt mỏi nên dựa vào lưng ghế nửa mơ nửa tỉnh. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Phi Lục. Tiêu Chính Văn thu xếp lại hành trang đơn giản của mình rồi bước ra khỏi khoang máy bay. Chương 1468 bởi vì đây là máy bay sắp xếp riêng cho Tiêu Chính Văn, nên không có những hành khách khác. Lúc anh bước xuống máy bay, phía bên dưới đã có mấy nam nữ thanh niên đứng đó giống như đang đợi ai đấy. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước xuống từ trên máy bay, một cô gái trẻ trong số đó lập tức nói với người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh, đội trưởng La, có phải là anh ấy không? Cô gái vừa nói vừa giơ tay chỉ thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Người đàn ông trung niên lấy từ trong lòng ra một bức ảnh, nhìn qua một lượt, sau khi đối chiếu với Tiêu Chính Văn đang đứng phía xa thì mới gật đầu nói chính là cậu ta. Nói xong, mấy người cùng nhau bước về phía Tiêu Chính Văn. Chào cậu, xin hỏi cậu là cậu Tiêu phải không? La Quốc Hoa giơ tay phải ra, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Không sai, tiểu đội mà Tần Vũ nhắc đến chính là mấy người nhỉ? Tiêu Chính Văn cũng giơ tay ra bắt tay với La Quốc Hoa. La Quốc Hoa khẽ gật đầu, sau đó vừa dẫn Tiêu Chính Văn tiến về phía mấy chiếc xe Việt dã đang đỗ bên cạnh vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Dù gì sân bay cũng không thể chỉ mở cửa cho một mình Tiêu Chính Văn,
hành khách xung quanh vẫn rất đông đúc. Mà La Quốc Hoa và mấy người trong tiểu đội bọn họ vì nhiều năm đều ở nước ngoài thực thi nhiệm vụ bí mật nên đã hình thành một thói quen. Bất luận đi tới nơi nào cũng phải quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh trước tiên. Sau đó mới ra quyết định tiến hành bước tiếp theo. Đây là lý do mà bọn họ có thể tồn tại được trong tình cảnh tất cả các tiểu đội hành động ở phi lục đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Cẩn thận thì mới có thể duy trì dài lâu. Cậu Tiêu, nghe nói trước đây cậu là vua Bắc Lương trong nước. Vừa ngồi vào trong xe, La Quốc Hoa đã mỉm cười hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, điềm nhiên đáp lời, đã là chuyện quá khứ rồi. Dù thế nào, cậu Tiêu cũng là một lão tướng sông pha nơi chiến trường lâu năm, cơ mà có một điểm tôi phải nói rõ ngay từ đầu. Chiến tuyến này của chúng tôi không giống với trên chiến trường, không chỉ cần có năng lực tác chiến mà còn phải biết quan sát mọi thứ, tạo dựng quan hệ tốt với người bản địa, đặc biệt là người bản địa có quyền lực. Chương 1469 hơn nữa, trên đường tới đây, tôi nghĩ là cậu Tiêu cũng nhìn thấy rồi, nơi này ngoài sa mạc thì chính là rừng cây. Không biết ngoài việc ngồi trong phòng làm việc ra thì cậu Tiêu đã có kinh nghiệm tác chiến ở trong rừng hay ở trên sa mạc hay chưa? La Quốc Hoa vừa lái xe vừa liếc nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói. La Quốc Hoa đã rất nhiều năm không tìm hiểu về tình hình trong nước, càng không rõ Tiêu Chính Văn ngoài việc là vua Bắc Lương ra thì còn có thân phận gì. Ông ta cũng chưa từng nghe nói tới những thông tin có liên quan tới việc Tiêu Chính Văn đánh bại mấy cụ tổ nhà họ Viên. Thế nhưng từ trực giác của mình, ông ta cảm thấy Tiêu Chính Văn nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì chính là một chàng thư sinh nho nhã yếu đuối. Loại người này mà tham gia vào thì phần lớn sẽ gây trở ngại cho ông ta. Hơn nữa, ở phi lục không chỉ có địa hình phức tạp, mà quan hệ giữa người với người càng phức tạp hơn. Các loại thế lực, rắc rối khó gỡ, chỉ cần sơ suất một lần cũng có thể khiến cho mọi chuyện không có cách nào cứu vãn nổi. Vậy nên, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chính Văn, La Quốc Hoa đã không có ấn tượng tốt với anh. Cũng tạm tạm, Tiêu Chính Văn bình thản trả lời một câu. Tiêu Chính Văn liếc mắt là nhìn thấu ngay thái độ của La Quốc Hoa. Chỉ là lần đầu anh tới nơi này, không tiện phát sinh mâu thuẫn với ông ta mà thôi. Nghĩ tới năm đó, Tiêu Chính Văn tung hoành chiến trường, đừng nói là tác chiến trong rừng hay trên sa mạc, dù là tác chiến trên không thì Tiêu Chính Văn cũng chưa một lần bại trận. Hơn nữa, anh đã từng một thân một mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm biết bao nhiêu lần, ngay cả bản thân anh cũng không nhớ rõ, đâu giống mấy lời mà La Quốc Hoa vừa mới nói, là quan văn ngồi trong phòng làm việc chỉ huy tướng sĩ nơi tiền tuyến chém giết. Chỉ là lời nói của Tiêu Chính Văn khi lọt vào tai của La Quốc Hoa thì hoàn toàn không phải ý này. Cảnh giới của La Quốc Hoa không cao, chỉ là long soái năm sao mà thôi. Thế nhưng trong những năm qua, có ngày nào là ông ta không liếm máu trên mũi dao? Hắc Băng Đài vừa là một tổ chức tình báo lại vừa là một tổ chức ám sát. La Quốc Hoa thậm chí còn từng giết chết cao thủ ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, hơn nữa sau khi ra tay thành công vẫn có thể thuận lợi trốn thoát. Chương 1470 theo ông ta thấy, có khi ngay cả chuyện cường giả ở cảnh giới thiên vương 3 sao trông như thế nào Tiêu Chính Văn cũng chẳng biết. Lại nhìn tuổi tác của Tiêu Chính Văn, nhiều nhất cũng chỉ có mới hơn 20 tuổi. Ở độ tuổi này mà đã có thể làm vua Bắc Lương, chắc chắn là dựa vào quan hệ gia đình, La Quốc Hoa càng không buồn tiếp đón loại cậu ấm con nhà giàu giống như vậy. Trong mắt La Quốc Hoa, ngoài việc có xuất thân tốt ra thì Tiêu Chính Văn chẳng có điểm mạnh gì cả. Mà những người có thân phận bình thường giống như ông ta, chém giết tắm máu ở nước ngoài 20 mấy năm, tới giờ vẫn chỉ là đội trưởng của một tiểu đội hành động còn con. Rõ ràng là không công bằng. Mấy thành viên của tiểu đội hành động ngồi bên cạnh nghe thấy lời này của Tiêu Chính Văn thì cũng đồng loạt thầm lắc đầu ngao ngán, không ai nói gì cả, chỉ coi như Tiêu Chính Văn vì giữ thể diện nên mới nói như thế. Mà Tiêu Chính Văn càng làm như vậy thì càng khiến bọn họ cảm thấy phản cảm. Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở và khí thế nên có của một cường giả, ngược lại thoạt nhìn dáng vẻ của anh lại vô cùng tầm thường. Nhìn đôi bàn tay trắng trẻo kia là biết chắc chắn Tiêu Chính Văn chưa từng cầm báng súng lần nào. Chỉ là bọn họ đâu biết rằng, tất cả những biến hóa này chỉ mới xảy ra từ sau khi Tiêu Chính Văn đột phá cảnh giới thiên vương. Nếu như Tiêu Chính Văn cởi bỏ áo ngoài, vô số vết sẹo trên người nhất định sẽ khiến cho bọn họ tự thấy hổ thẹn. Được, tới lúc đó chúng tôi phải cậy nhờ cậu Tiêu nhiều rồi. La Quốc Hoa giả bộ khách khí cười nói. Được,
Tiêu Chính Văn điềm nhiên gật đầu. Anh vừa dứt lời, sắc mặt của La Quốc Hoa lập tức trở nên khó coi hơn. Lúc này, ông ta thật sự có cảm giác tức giận sắp nổ phổi. Nếu không phải Tiêu Chính Văn là người mà Tần Vũ đích thân giới thiệu thì ông ta chỉ muốn đuổi thẳng cổ Tiêu Chính Văn xuống xe ngay tức khắc. Mấy người còn lại cũng sững sờ, không ngờ Tiêu Chính Văn lại đồng ý thật, hơn nữa còn quả quyết dứt khoát như vậy. Chỉ là trong lòng bọn họ đều đang thầm cười nhạo, đợi khi tới đó, Tiêu Chính Văn phải tự mình mò mẫm, không quen thuộc với địa bàn thì chẳng phải rồi sẽ phải cầu xin bọn họ hay sao? Đừng nói đến việc tìm được kim tự tháp đang nhốt Lục Hoài Viễn, không có quan hệ thì ngay cả chỗ ở tại nơi này Tiêu Chính Văn cũng chẳng có. Chương 1471 trên đường đi, những nơi đi qua ngoài sa mạc thì là biển cát rộng lớn. Mặt trời nóng gắt thiêu đốt mặt đất, hơi nóng ập đến từng đợt như sóng biển. Tiêu Chính Văn nhìn chăm chú vào bãi cát không khỏi nhíu mày. Tiêu Chính Văn đã thích ứng với môi trường ở đây từ trước. Nhưng điều anh nghĩ đến lại là Lục Hoài Viễn. Thời tiết thế này mà bị nhốt trong kim tự tháp, chắc cũng không dễ chịu gì. Bên ngoài cực nóng, mà bên trong thì lại rất lạnh, như thế sẽ khiến không khí trở nên ẩm ướt. Lục Hoài Viễn chỉ là một người bình thường, bị giam giữ trong một thời gian dài ở môi trường này khó mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thấy Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, La Quốc Hoa khinh thường cười nói, cậu Tiêu, cậu sao thế? Không quen với khí hậu nơi này à? Chẳng phải lúc nãy cậu còn nói cậu cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở sa mạc sao? La Quốc Hoa vừa nói vừa siết chặt nắm đấm vang lên tiếng khớp xương răng rắc. Tiêu Chính Văn phớt lờ La Quốc Hoa, nhưng anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Không lâu sau, xe chạy đến nơi cần đến. Đây là một khách sạn đồi cát ở địa phương, với người dân địa phương thì đây đã xem như khách sạn 5 sao. Nhưng nếu ở Hoa Quốc thì có lẽ còn chưa được tính là một sao. Bất kể là sự hào nhoáng bên ngoài hay vật chất bên trong đều kém xa. Tiêu Chính Văn vừa đẩy cửa bước xuống, một người phụ nữ trẻ khoảng hơn 20 tuổi, đường nét gương mặt tinh xảo nhanh chân bước đến đón. Vì thời tiết ở đây rất nóng nên cô gái chỉ mặc một chiếc quần jean cực ngắn, bên trên là chiếc áo sơ mi rộng rãi, vòng một đầy đặn, tôn lên vóc dáng đáng tự hào của mình. Đôi chân dài trắng trẻo, làn da trắng như tuyết, mang một đôi giày bệt màu trắng trông rất có sức sống của tuổi trẻ. Anh Tiêu, tôi là Dương Linh Nhi. Cô gái đi đến trước cửa xe, đầu tiên là giơ tay ra với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ngọc ngà của Dương Linh Nhi. Đám người La Quốc Hoa nhìn thấy hành vi lịch sự này mà tức suýt nổ phổi. Nhất là người đàn ông trẻ bên cạnh La Quốc Hoa, anh ta siết chặt nắm đấm. Từ lúc Dương Linh Nhi đến đây ngày hôm qua, người thanh niên này vẫn luôn giả ngầu trước mặt Dương Linh Nhi. Chương 1472 mục đích là để thu hút sự chú ý của Dương Linh Nhi. Nhưng điều khiến anh ta thất vọng là dường như Dương Linh Nhi coi anh ta là không khí, cứ chăm chú đọc tư liệu. Ngay cả khi anh ta dùng hết kỹ thuật toàn thân nhưng mãi đến sáng nay Dương Linh Nhi cũng chỉ lịch sự chào buổi sáng với anh ta mà thôi. Sau đó cô ta chẳng nói với anh ta một chữ nào nữa. Nhưng giờ cô ta lại cư xử đầy nhiệt tình với Tiêu Chính Văn như thế. Thôi, đừng nhìn nữa, xuất thân của cậu không giống người ta, con gái ấy mà, ai mà chẳng thích người có quyền hoặc có tiền. Quyến rũ được Tiêu Chính Văn không chừng tháng sau là có thể về nước đoàn tụ với người nhà. La Quốc Hoa có vẻ như đang khuyên anh ta nhưng thật ra lại đang nói khích cho người thanh niên bên cạnh nghe. Mọi người đẩy cửa xe rồi bước xuống. La Quốc Hoa dẫn bọn họ đến một nhà hàng gần đó ăn uống đơn giản. Lúc đang ăn, mấy người La Quốc Hoa thỉnh thoảng liếc nhìn sang Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi trong nhà hàng cao cấp ở phía đường đối diện. La Quốc Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, rồi rút điện thoại ra lật tìm một số điện thoại. Sau khi trò chuyện vài câu với đối phương, ông ta đặt điện thoại xuống nói, tối nay chúng ta sẽ đến khách sạn Decola mời một vị lãnh đạo của thành phố Các Lô ăn một bữa, tiện thể nhờ ông ấy làm giấy đi đường cho chúng ta. Suy cho cùng có rất nhiều kim tự tháp, muốn tìm tòa kim tự tháp nhốt Lục Hoài Viễn vẫn rất tốn công phí sức. Không có giấy đi đường được địa phương xét duyệt thì không thể chạm vào mặt bên kim tự tháp nữa chứ đừng nói đến việc vào bên trong kim tự tháp. Dù trong tay họ có giấy đi đường cũng chỉ có thể vào trong xem xét tình hình với danh nghĩa là đi khảo cổ. Đội trưởng La, vẫn là ông có năng lực,
thật ra không giấu gì ông, vừa nãy tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này. Một thành viên trong đội lên tiếng. Nhưng điều này cũng chứng tỏ La Quốc Hoa có tầm ảnh hưởng và có các mối quan hệ ở địa phương. Hai, tôi không giống một số người, sinh ra đã ở vạch xuất phát là vua Bắc Lương hay tổng chỉ huy chiến khu gì đó, tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi. Nhưng con người ấy mà, vẫn phải quen biết vài mối quan hệ. La Quốc Hoa tự hào nói. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi cũng dùng xong bữa trưa, thấy đám người La Quốc Hoa ở trong nhà hàng nhỏ đối diện, Dương Linh Nhi vội kéo Tiêu Chính Văn cùng đi vào nhà hàng gặp đám người La Quốc Hoa. Đội trưởng La, tiếp theo chúng ta có kế hoạch gì không? Dương Linh Nhi quay đầu lại nói với La Quốc Hoa. Muốn tìm Lục Hoài Viễn đầu tiên phải dùng phương pháp loại trừ, nếu đã dùng cách này thì phải có giấy đi đường. Tôi nghe nói trước đây cậu Tiêu từng có quan hệ với nhiều nước nên chắc hẳn cũng có tầm ảnh hưởng nhất định ở đây nhỉ. Chương 1473 hoặc có thể dựa vào quan hệ để tìm đến lãnh đạo địa phương, rồi nhờ họ cấp cho chúng ta một tờ giấy đi đường đặc biệt không? Mấy lời này của La Quốc Hoa vô cùng khó nghe. Họ không hề biết Tiêu Chính Văn ngoài chức vụ vua Bắc Lương ra vẫn còn một thân phận khác là điện chủ điện Thần Long. Tất nhiên Tần Vũ cũng không thể nói với họ những chuyện bí mật này được. Do đó, La Quốc Hoa vẫn nghĩ Tiêu Chính Văn đến Phi Lục thì chỉ có thể dựa vào các mối quan hệ của họ, chỉ có thể bị họ dắt mũi. Cũng có quen vài người. Tiêu Chính Văn cực kỳ bình tĩnh nói. Nghe anh nói thế, sắc mặt La Quốc Hoa tối sầm lại, nghiến răng nói, ồ. Vậy à, ôi trời, cậu Tiêu đúng là quen biết rộng thật. Đã thế nếu có gì xử lý không tốt thì cậu Tiêu hãy giúp đỡ chúng tôi nhé. Đội trưởng La, ông nói thế là có ý gì? Dương Linh Nhi không khỏi nhíu mày. Tiêu Chính Văn từng chỉ huy ngàn quân vạn mã không phải là giả, cũng từng gặp vài lãnh đạo cấp cao của các nước, nhưng đó đều là trong tình thế dương cung bạt kiếm, hai bên đàm phán với nhau. Sao có thể có người quen ở nơi này được chứ? Đây chẳng phải là muốn làm khó Tiêu Chính Văn sao? La Quốc Hoa vốn dĩ chỉ muốn khiêu khích Tiêu Chính Văn vài câu, nhưng lời Dương Linh Nhi nói lại khiến La Quốc Hoa cảm thấy bất mãn. Dù sao Dương Linh Nhi cũng là một thành viên trong đội của ông ta, lúc này lại đi nói giúp một người ngoài sao. Linh Nhi, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ dằn di, da hơi ngăm đen đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với Dương Linh Nhi. Thôi bỏ đi, mọi người đều là người của mình, đều đến đây vì cứu người, đừng gây bất hòa với nhau, buổi tối chúng ta bàn bạc tiếp. Một đồng đội khác vội đứng lên giải vây. Tối hôm đó, một đám người ở lại khách sạn Decola. Đồng thời thuê một căn phòng tương đối yên tĩnh trên tầng 3 rồi ngồi trong đó chờ vị lãnh đạo đến. Khách sạn Decola tên nghe có vẻ quý phái, nhưng thật ra không hề sang trọng chút nào. Cả khách sạn chỉ có 5 tầng, nếu là ở Hoa Quốc thì e là khách sạn như thế này cũng không thể tổ chức được một bữa tiệc làm ăn bình thường. Nhưng ở thành phố Cát Lô, nơi đây đã được xem là nơi rất cao cấp. Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy người này, La Quốc Hoa đứng lên chào, nào, mới mọi người đứng lên chào đón lãnh đạo thành phố Cát Lô của chúng ta, ông Mayer. Chương 1474 nếu đổi lại ngày thường thì đừng nói là đám người Mayer, dù có là quan chức cao cấp của các nước nhỏ ở Phi Lục thì La Quốc Hoa cũng xem thường. Dù sao thân phận của ông ta cũng là một đặc công siêu cấp. Hơn nữa còn là thành viên của tổ chức ám sát. Liên kết các tầng quan hệ lại thì cũng cao hơn Mayer rất nhiều. Nhưng lần này đến Cát Lô lại là trường hợp ngoại lệ. Xét cho cùng họ cũng cần giấy thông hành đặc biệt của Mayer. Ông Mayer, những người này đều là bạn của tôi. La Quốc Hoa lại giới thiệu với Mayer lần nữa. Mayer chỉ khẽ gật đầu qua loa, thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy. Những người khác cũng đồng loạt đứng lên ra hiệu với Mayer. Chỉ có một mình Tiêu Chính Văn vẫn ngồi yên tại chỗ, thậm chí cũng chẳng thèm dịch mông. Thấy Tiêu Chính Văn vẫn ngồi đó không hề động đậy, La Quốc Hoa không khỏi nhíu mày. Mặc dù Tiêu Chính Văn từng là vua Bắc Lương, nhưng đó cũng chỉ là đã từng, bây giờ khôi phục lại chức vị nhưng không có thực quyền, đến Phi Lục còn dám ngông nghênh như thế à? La Quốc Hoa đã sống ở Phi Lục gần 30 năm, chưa kể đến các mối quan hệ thì ông ta cũng quen biết không ít người ngang hàng với Mayer. Ngay cả ông ta cũng phải đối xử nhã nhặn với Mayer, thế mà Tiêu Chính Văn lại dám vênh váo.
Nếu Tiêu Chính Văn là tổng chỉ huy lần này thì La Quốc Hoa cũng không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là theo ý của Tần Vũ thì ông ta chỉ phối hợp với Tiêu Chính Văn mà thôi. Nói cách khác, ông ta và Tiêu Chính Văn không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới mà là mối quan hệ bình đẳng. Thế nên dù Tiêu Chính Văn có ra vẻ tự cao tự đại cũng không nên ra vẻ ở đây. Dù tính tình có nóng nảy cũng không thể nổi giận ở đây. Làm người mà không hiểu đạo lý biết có biết rũi à? Có thể lấy được giấy thông hành tùy ý ra vào kim tự tháp hay không còn phải dựa vào một câu của Mayer. Hơn nữa nếu chọc giận Mayer, người ta điều động cả một đội quân đến thì rắc rối lớn. Chương 1475 có nói thế nào thì nơi này cũng là thủ đô của một nước nhỏ ở Phi Lục, xuất phát từ sự tôn trọng với quân đội nước người ta, cậu cũng phải giữ thể diện, nể mặt Mayer chút chứ. Lẽ nào chỉ dựa vào mấy người này mà có thể chống lại với một quốc gia được hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt La Quốc Hoa trở nên u ám, còn Mayer đang được mọi người mời rượu thấy Tiêu Chính Văn không động đậy gì, sắc mặt cũng hơi khó coi. Ngược lại Dương Linh Nhi vội bước đến kéo tay Mayer nói, chào ông Mayer, tôi đã nghe đội trưởng của chúng tôi nhắc đến ông từ lâu, tôi mời ông một ly nhé. Dương Linh Nhi vừa nói vừa giơ ly rượu trong tay lên với Mayer. Với nhan sắc xinh đẹp của Dương Linh Nhi, cộng thêm độ háo sắc của Mayer thì chỉ một động tác nhỏ này cũng đủ để thu hút toàn bộ tầm mắt của ông ta. Ông Mayer, mời ngồi, uống hết một ly rượu, Dương Linh Nhi mỉm cười chỉ vào chiếc ghế sau lưng nói. Lúc này Mayer mới hài lòng ngồi xuống. Thấy Mayer không tức giận, La Quốc Hoa vội vàng bảo mọi người ngồi xuống. Không lâu sau, một chai rượu trắng đã được uống cạn, La Quốc Hoa nói với ngoài cửa, phục vụ, lấy thêm hai chai rượu nữa đến đây. Nhưng liên tục gọi mấy lần mà ngoài cửa không có ai lên tiếng, La Quốc Hoa không khỏi nhíu mày. Hiệu quả cách âm của căn phòng này không tốt lắm, bên ngoài chắc không có chuyện gì lớn xảy ra đó chứ. Những chuyện như vậy rất thường xảy ra ở các nước nhỏ của Phi Lục. Mặc dù thường có quân đội tuần tra trên đường nhưng vẫn có vài tên côn đồ cầm súng ra ngoài cướp bóc. Các vụ xả súng trên đường phố xảy ra rất thường xuyên. La Quốc Hoa vội vàng đi đến mở cửa phòng ra, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này mới yên tâm. Đồng thời ông ta đích thân dặn dò phục vụ mau chóng bưng rượu lên. Không lâu sau, một phục vụ bưng rượu vào phòng. La Quốc Hoa nhân lúc này đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn thấp giọng nói, cậu Tiêu, tôi phải nhắc cậu một câu, nơi này không phải Hoa Quốc. Có thể cậu không biết rằng bất kỳ một quan chức nào ở các lô đều có quyền lực rất lớn. Chương 1476 hơn nữa chúng ta muốn lấy được giấy thông hành thì phải thông qua Mayer này. Dứt lời, La Quốc Hoa vỗ vai Tiêu Chính Văn, sau đó ông ta bưng ly rượu đi mời những người khác. Ý của ông ta quá rõ ràng. Muốn thuận lợi vào trong kim tự tháp để điều tra tung tích của Lục Hoài Viễn thì phải bớt ra vẻ ta đây, ngoan ngoãn tâng bốc Mayer. Tiêu Chính Văn không đáp lời chỉ bình thản nhìn La Quốc Hoa. Nịnh bợ Mayer ư, cho dù Tiêu Chính Văn có phải là vua Bắc Lương hay không thì anh vẫn là điện chủ điện Thần Long, cần phải nịnh bợ người khác sao? Chỉ cần một cú điện thoại thì Mayer sẽ phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt anh ngay. Lúc này trong căn phòng bao bên cạnh cũng có một nhóm người đang tụ tập ăn uống linh đình. Một thanh niên đứng đầu cực kỳ ngông cuồng ôm mấy cô chân dài xinh đẹp vào lòng. Hơn nữa vừa nhìn mấy cô gái trẻ này là biết không phải người Phi Lục. Cô nào cũng có làn da trắng, vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình gợi cảm nóng bỏng, vừa nhìn đã biết là người Âu Lục. 7-8 cô gái ăn mặc và có diện mạo giống nhau, chen chúc trong phòng, cả căn phòng sắp bị các cô ấy chen không còn chỗ. Lúc này một tay người thanh niên đặt lên bờ vai mềm mại của một cô gái trong số đó, tay còn lại cầm ly rượu khinh thường liếc xéo một người đàn ông Hoa Quốc. Trần Cương, tốt nhất cậu nên nói thật cho tôi biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không cậu có tin ông đây sẽ khiến cậu không thể bước ra khỏi cánh cửa khách sạn này không? Cậu chủ, chuyện hôm qua thật sự không liên quan đến tôi khuyên cậu cũng đừng chọc vào mấy người kia, họ không phải là người chúng ta có thể chọc vào. Trần Cương hơi khó xử lên tiếng nói. Trần Cương từng là lính thông tin của Tiêu Chính Văn, nhưng sau đó vì bị thương nên xuất ngũ về nhà. Vì một chân anh ta bị thương do bom nổ, đi lại hơi khập khiễng nên sau khi xuất ngũ không thể tìm được công việc phù hợp. Sau đó tình cờ có hội đến Phi Lục với mấy đồng đội cũ cùng xuất ngũ với anh ta.
nhưng vì cơ thể của anh ta nên bất kể đi đến đâu người ta cũng không thuê mướn một người tần tật. Chương 1477 sau đó một doanh nhân nhà giàu ở thành phố Cát Lô thấy anh ta từng phục vụ trong quân phá long nổi tiếng nhất Hoa Quốc nên đã nhận anh ta vào làm. Nhìn bề ngoài, doanh nhân giàu có này là ông chủ của một công ty chính quy, nhưng thực tế vẫn đang kinh doanh sòng bạc và sàn quyền anh ngầm nổi tiếng nhất ở thành phố Cát Lô. Hơn nữa cũng có chen chân vào các ngành nghề phi pháp. Ngoài những cái này ra, lai lịch và xuất thân của người này cũng rất khủng khiếp. Dường như có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Cát Lô. Vì kinh nghiệm từng trải của Trần Cương nên khi anh ta vừa bắt đầu đến đây làm đã được trọng dụng, trở thành đội trưởng tay sai dưới trướng của ông trùm này. Dù sao xuất thân từ quân phá long, đừng nhìn cơ thể khuyết tật của Trần Cương mà lầm, sức chiến đấu của anh ta còn mạnh hơn cả đám lính đánh thuê thân hình cao to, tay chân khỏe mạnh rất nhiều. Mà bản thân Trần Cương cũng có suy nghĩ muốn thể hiện mình ở bên ngoài. Một phần vì trong nhà vẫn còn hai người già đang đợi anh ta nuôi dưỡng, đồng thời anh ta cũng không muốn mình lăn lộn ở đây cả đời. Sau vài năm chăm chỉ làm việc, bây giờ anh ta đã là quản lý ở sàn quyền anh ngầm. Nhưng con trai của ông chủ này lại ngứa mắt với anh ta. Người thế nào mà ngay cả đội trưởng Trần cũng không chọc nổi thế. Quân đoàn ngoại quốc cũng phải nể mặt cậu, lính đánh thuê không phải càng phải quỳ xuống gọi ông nội à. Cậu chủ đó lạnh lùng hỏi. Chúng ta thật sự không thể chọc vào những người đó. Trần Cương tận tình khuyên bảo nói. Mẹ kiếp, ở các lô này ai mà không nể mặt chúng ta, tên nào mà ông đây không chọc vào nổi, lôi nó ra đây cho ông đây nhìn xem. Nghe thấy thế, Trần Cương không khỏi nhíu mày. Quả thật hôm qua có mấy người đến sàn quyền anh làm loạn, nhưng đám người đó đều có quan hệ với một số lãnh đạo cấp cao trong quân đội chính quy. Kinh doanh của ông chủ họ có thể lớn đến mức này đa phần cũng nhờ những người này chống lưng. Thế nên đắc tội với những người này cũng sẽ mang lại nhiều rắc rối về sau. Do đó, Trần Cương mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại đây, uống hết ly rượu này. Chương 1478 cậu chủ đó lạnh lùng nhìn Trần Cương, sau đó đẩy một cái ly lớn chứa gần 3 lít rượu trắng đến trước mặt Trần Cương. Trần Cương biết sau khi uống xong ly rượu này thì cậu chủ sẽ nghĩ ra nhiều cách khác để gây khó dễ cho mình. Thế nên anh ta không nhận lấy ly rượu trong tay cậu chủ mà siết chặt nắm đấm, thầm nhớ đến người khiến anh ta cực kỳ kính trọng. Bóng dáng cao lớn đó từng dẫn theo bọn họ, trăm trận trăm thắng, quét sạch đám giặc các nước. Trong mỗi thời khắc khó khăn nhất, người đó đều là trụ cột tinh thần của anh ta. Mà lúc này, bên trong phòng bao sát phách, là Quốc Hoa và mấy đội viên đang kính rượu Mayer. Một mặt cần lấy được giấy phép thông hành từ chỗ ông ta, mặt khác bọn họ còn cần Mayer đích thân ký lệnh cử quân đội hộ tống bọn họ qua đó. Nếu không có sự hộ tống của quân đội, dù có lấy được giấy phép thông hành thì cũng bị làm khó dễ trăm bề. Nơi này không giống như Hoa Quốc, trên dưới một lòng, chính trực liêm khiết. Ở đây, dù chỉ một nhân viên văn phòng nhỏ bé cũng có thể làm khó người ta đủ kiểu. Vậy nên mấy người luân phiên kính rượu Mayer, chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn ngồi một chỗ ăn uống thoải mái, trong đầu tính toán chuyện làm sao để dẫn Lục Hoài Viễn trở về Hoa Quốc. Thật ra cứu Lục Hoài Viễn ra không hề khó khăn, chỉ cần phát động thế lực của Điện Thần Long ở đây thì có thể tìm ra được Lục Hoài Viễn trong phút chốc. Khó khăn là gia tộc Azer Lan Chi và cả mấy nước nhỏ đang nhăm nhe Hoa Quốc kia nhất định sẽ truy giết dọc đường. Bản thân Tiêu Chính Văn thì không sao. Dù có phải đi bộ thì cũng có thể trở về Hoa Quốc trong vòng nửa tháng. Thế nhưng Lục Hoài Viễn lại chỉ là một người bình thường, dẫn theo ông ta vượt qua sa mạc mấy nghìn dặm đương nhiên là chuyện không thực tế. Thấy Tiêu Chính Văn vẫn ngồi yên tại chỗ không cử động, là Quốc Hoa không khỏi nhíu mày. Vừa nãy ông ta đã nhắc nhở Tiêu Chính Văn, kết quả Tiêu Chính Văn vẫn giống như một bức tượng gỗ, ngồi đó bất động. Sắc mặt là Quốc Hoa trở nên khó coi. Ông ta hít sâu vào một hơi rồi ra hiệu bằng ánh mắt với Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi hơi khó xử khẽ đẩy Tiêu Chính Văn một cái, nhỏ giọng nói, anh Tiêu, ông Mayer này rất quan trọng đối với chúng ta, ý của đội trưởng La là anh qua mời ông ta một ly rượu. Chương 1479 La Quốc Hoa vừa cố đè nén lửa giận trong lòng vừa nặn ra một nụ cười nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, đây là ông Mayer, bạn cũ của chúng tôi, nào, cậu tới kính ông Mayer một ly đi. Xin lỗi nhé, trước giờ tôi vẫn không kính rượu người khác.
Đây là nguyên tắc của tôi. Tiêu Chính Văn thờ ơ liếc nhìn La Quốc Hoa. Vừa nghe thấy lời này, La Quốc Hoa lập tức không tươi cười nổi nữa. Cậu có thể nói cậu không biết uống, cũng có thể nói chỉ nhấp một ngụm, thế nhưng cậu không thể nói trước giờ không kính rượu người khác. Cái danh vua Bắc Lương của cậu có ghê gớm tới đâu đi nữa thì cũng cút về nhà mà diễu võ dương oai, chạy tới đây ra vẻ cái nỗi gì. Thế nhưng suy xét tới việc Mayer đang ngồi bên cạnh, La Quốc Hoa cũng không tiện nói gì, chỉ đành hít sâu một hơi, quay lại nói với Mayer, ông Mayer, thật sự xin lỗi ông, tính cách của cậu ta vốn dĩ quái đản như vậy, vẫn mong ông bỏ qua cho. Ông xem thế này được không? Tôi tự phạt 3 ly, thay cậu ta đền tội với ông. La Quốc Hoa kìm nén ngọn lửa giận, rót đầy 3 ly rượu sau đó dơ lên uống cạn từng ly một. Bỏ đi, tôi không tính toán với cậu ta. Mặc dù ngoài mặt Mayer đang nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá Tiêu Chính Văn từ trên xuống dưới. Những người khác trong đội hành động cũng đồng loạt nhíu mày. La Quốc Hoa thi thoảng cũng quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, sắc mặt vô cùng khó coi nghiến răng bực bội. Mọi người đều không nên kiêu ngạo. Nếu nói ghê gớm thì mấy người chúng tôi có ai mà không quen biết nguyên thủ quốc gia tại Phi Lục, nếu không cũng chẳng thể sống tới ngày hôm nay. Thế nhưng cậu thì sao? Cậu có mối quan hệ gì ở Phi Lục? Ở đây giả bộ ghê gớm khiến cậu có cảm giác thành tựu đến vậy sao? Một đội viên trong số đó thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, nói với Tiêu Chính Văn. Lúc này, bên trong phòng bao sát phách, mấy cậu chủ đang lạnh lùng nhìn Trần Cương, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Nói Trần Cương, thế nào, bảo cậu đánh người cậu không đánh, bảo cậu uống rượu cậu cũng không uống, có phải cậu đang coi thường tôi hay không? Cậu chủ, anh Trần thật sự không biết uống rượu, hay là thế này đi, để tôi uống giúp anh ấy. Một cận vệ của Trần Cương đứng ra nói rồi định cầm lấy cái ly lớn. Ồ, mày rất trung thành với cậu ta đúng không? Chương 1480 cậu chủ lạnh lùng nhìn tên cận vệ đó, nói trung dũng đáng khen, người đâu? Mang cho nó 10 chai tới đây để nó uống cho đã. Không, cậu chủ, rượu này, tôi uống. Trần Cương vừa nói vừa tiến lên trước một bước nhận lấy ly rượu. Bốp, tay Trần Cương vừa mới chạm vào ly rượu, cậu chủ kia đã đứng phát dậy giơ tay giáng một bạt tai lên mặt tên cận vệ của Trần Cương. Mày là cái thá gì, rượu của Trần Cương là thứ mà mày có thể uống thay sao? Có cần thay cậu ta ăn cơm luôn không? Cậu chủ đó nhấc cổ áo tên đàn em của Trần Cương lên, rút ra một khẩu súng từ trong túi rồi ấn thẳng lên trên đầu người đó. Xin cậu chủ bớt giận, đều trách cậu ta không hiểu chuyện nên mới xúc phạm tới cậu chủ, để tôi thay cậu ta đền tội với cậu chủ. Dứt lời, Trần Cương bóp mũi đổ hết toàn bộ ly rượu vào trong bụng. Một cảm giác đau đớn bỏng rát bốc lên từ trong dạ dày. Trần Cương nghiến răng. Đang định đặt ly rượu trở về chỗ cũ thì cậu chủ đó lại lật tay chĩa hỏng súng về phía Trần Cương, nói, nó không hiểu chuyện, cậu thì hiểu sao? Cậu chủ, cậu đang có gì vậy? Trần Cương cúi đầu, bình tĩnh lên tiếng. Anh ta đã chứng kiến cảnh tượng như thế này quá nhiều lần nên chẳng còn thấy lo lắng nữa. Chỉ lặng lẽ siết chặt nắm đấm, thầm nhắc nhở bản thân đàn ông con trai phải biết có biết suối. Lúc này, ở một nơi khác, La Quốc Hoa thấy cũng đã uống được kha khá, mới nói với Mayer, ông Mayer, chúng tôi cần giấy phép thông hành đặc biệt, ông xem, mấy người làm việc không chịu tuân thủ phép tắc gì cả. Ban nãy Mayer vẫn còn tươi cười, đột nhiên đanh mặt lại, đặt mạnh ly rượu đang cầm trong tay lên trên mặt bàn. Ông Mayer, ông yên tâm, chúng tôi đều hiểu phép tắc. Dứt lời, La Quốc Hoa lấy ra một cái vali ra và đưa cho Mayer. Liếc nhìn cái vali ra mà La Quốc Hoa đưa qua, biểu cảm trên mặt Mayer vẫn không có bất cứ thay đổi gì. Cái này gọi là quy trình chứ không phải là phép tắc. Rõ chưa, vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhíu mày, rất nhanh đã hiểu ẩn ý trong lời nói của Mayer. Cậu Tiêu, bây giờ tôi nghiêm túc mời cậu qua kính rượu ông Mayer. Chương 1481 La Quốc Hoa nói với Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt khó coi. Thế mới đúng chứ, nếu đã muốn tôi giúp đỡ thì buộc phải nể mặt tôi không cần biết cậu là ai, ở các lô này, tôi mới là người quyết định. Mayer lạnh lùng nói. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Mayer, trong mắt đằng đằng sát khí. Hả, dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao? Ồ, tôi đã từng nhìn thấy cậu ở trên TV, vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Rất có tiếng tăm,
rất oai phong. Có điều, mày ơi chỉ tay xuống mặt đất dưới chân mình, nói, nơi này là Các Lô. Không phải là Hoa Quốc, bất cứ ai tới Các Lô cũng phải nể mặt tôi. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn. Thành bại của chuyện này đều phụ thuộc hết vào Tiêu Chính Văn. La Quốc Hoa kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, nói cậu Tiêu, cậu là người từng làm việc lớn, không chịu kiên nhẫn làm việc nhỏ thì sẽ làm hỏng việc lớn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, đứng dậy cầm lấy một bình rượu trắng ở trên mặt bàn, chậm rãi bước tới trước mặt Mayer, bình thản nói, bảo tôi kính rượu ông phải không? Mayer nhếch miệng, đắc ý cười đáp, đương nhiên, đây chính là quy tắc của tôi. Chương 1482 lúc này Mayer vô cùng đắc ý. Phải biết rằng người đang đứng trước mặt ông ta lúc này là Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương của Hoa Quốc, từng là chủ soái một phương dẹp tan năm nước. Nếu không phải bởi vì Tiêu Chính Văn có thân phận này thì ông ta đã nhận tiền và đưa giấy phép thông hành cho La Quốc Hoa từ lâu rồi. Một nhân vật thấp bé tầm thường đâu đáng để ông ta phải đối phó như vậy. Thật ra ông ta không chỉ muốn bắt Tiêu Chính Văn kính rượu mình mà còn muốn chụp ảnh công khai, lưu lại làm đề tài câu chuyện để khoe mẽ vào những khi rảnh rỗi sau này. Trên thế giới này, có người từng được người đứng đầu Mễ Quốc kính rượu, có người từng được Thủ tướng Ưng Quốc kính rượu. Thậm chí thiên tử của Hoa Quốc cũng từng phải kính rượu người khác. Thế nhưng đã ai từng được Tiêu Chính Văn kính rượu chưa? Chỉ cần dựa vào bức ảnh có ý nghĩa đánh dấu thời đại mới này là đủ để ông ta mang đi khoe khoang khắp nơi. Nhìn Tiêu Chính Văn cầm chai rượu bước tới trước mặt mình, trong lòng Mayer thật ra vô cùng kích động, thậm chí bàn tay đang cầm điếu thuốc còn bắt đầu run lên. Bốp, vào lúc Mayer đang hí hửng đắc ý, chai rượu trong tay Tiêu Chính Văn đột nhiên rời khỏi lòng bàn tay anh rồi đập thẳng lên đầu Mayer. Chai rượu vỡ nát ngay tại chỗ, rượu mang theo máu chảy lênh láng xuống nền đất. Mà Mayer lúc này vẫn còn đang sững sờ đứng đó. Tiêu Chính Văn không phải đã chịu thua, đi tới kính rượu ư? Sao có thể dùng chai rượu mà đập xuống như vậy chứ? Hơn nữa, cái thứ đỏ tươi này rốt cuộc là gì vậy? Lúc La Quốc Hoa nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt mày tái xanh. Lập tức sải bước ra trước, vội vàng chắn ngang trước người Tiêu Chính Văn. Mấy người còn lại cũng vội vàng bao lấy, bao quanh Mayer bên trong một bức tường người. Nửa phút trôi qua, Mayer mới hoàn hồn trở lại, cầm khăn giấy đặt lên trên đầu mình, sau đó ngẩng đầu lên dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang đứng ở phía xa. Lúc này, Mayer bình tĩnh lạ thường, không hề gào thét, cũng không nổi điên. Thế nhưng... sắc mặt của mấy người La Quốc Hoa lại càng thêm khó coi. Điều đó tượng trưng cho việc chuyện này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Càng là sự yên ả trước bão tố thì càng báo hiệu cho việc bão tố sẽ vô cùng ác liệt. Chai rượu này không chỉ dẹp tan chuyện giấy phép thông hành, ngay cả chuyện bọn họ có thể sống sót mà rời khỏi nơi này hay không cũng trở thành vấn đề. Mayer hít sâu vào một hơi, sau đó rút điện thoại ra từ trên người, bấm một dãy số rồi gọi đi. Chưa tới 10 giây, đối phương đã nhận điện thoại, Mayer bình thản nói, dẫn một nhóm người qua đây một chuyến. Nói xong, Mayer đút điện thoại vào lại túi quần, hơi khép hai mắt giống như đang chờ đợi gì đó. Ông Mayer, chuyện này đều là do Tiêu Chính Văn quá kích động, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, ông tuyệt đối đừng. Chương 1483 tôi cần yên tĩnh. Mayer ngắt lời La Quốc Hoa. Rõ ràng ông ta cũng không còn nể mặt La Quốc Hoa nữa. La Quốc Hoa bất lực thở dài một hơi, quay đầu lại tuyệt vọng nhìn Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng hiểu một chuyện, nơi này là Phi Lục, tầm ảnh hưởng của Hoa Quốc chúng ta ở nơi này rất nhỏ. Cậu làm như vậy không chỉ hủy hoại kế hoạch của chúng ta mà còn khiến cho mọi người đều rơi vào nguy hiểm, hiểu chưa? Lúc này, La Quốc Hoa sắp tức điên. Nếu như đổi sang nơi khác hay thời điểm khác, dù Tiêu Chính Văn có giết chết Mayer thì La Quốc Hoa cũng sẽ không nói nửa chữ. Thế nhưng nơi này thì khác. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến những tiếng vang lớn, cửa phòng bị đạp tung ra. Một đám binh lính đều được trang bị vũ trang nhanh chóng xông vào bên trong. Mặc dù mấy người bọn họ ít nhất cũng ở cảnh giới chủ soái một sao, đối phó với đám binh lính này giống như đè chết một con kiến mà thôi. Thế nhưng vấn đề là ai dám ra tay? Nơi này là thủ đô của người ta, trưởng lão hộ quốc đang ở trong điện hộ quốc thần cách nơi này chưa đến 30 km.
Chỉ cần bọn họ dám ra tay thì trưởng lão hộ quốc cũng không phải người ăn chay. Lớn bé gì thì đây cũng là một quốc gia. Sĩ quan đeo hàm cấp tướng dẫn đầu tiến lên trước một bước, rút súng ra chĩa vào mấy người La Quốc Hoa, phẫn nộ nói, là ai? Mayer xua tay với sĩ quan đó, sau đó ngẩng đầu nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, cậu phải cho tôi một lời giải thích về chuyện ngày hôm nay chứ nhỉ? Máu trên đầu tôi không thể chảy vô ích được đâu. Cậu Tiêu, cậu tự xem mà xử lý chuyện ngày hôm nay đi, đến nước này thì không thể chỉ nói vài ba câu là có thể yên chuyện đâu. La Quốc Hoa dứt khoát ngồi sang một bên, nói với dáng vẻ mọi việc không có liên quan gì tới mình. Tiêu Chính Văn hờ hững liếc nhìn Mayer. Lúc này, từng chiếc xe quân đội lũ lượt kéo tới, thậm chí ngay cả máy bay trực thăng vũ trang cũng được điều động, bao vây chật kín xung quanh khách sạn. Ngoài ra còn có mấy cường giả cảnh giới thiên vương 2 sao đang dò xét động tĩnh ở phía xa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với người ở bên trong khách sạn. Trong sân cũng xuất hiện hơi thở của long soái 5 sao. Với thế trận trước mắt này, đừng nói là La Quốc Hoa, dù có là cấp trên của ông ta thì căn bản cũng không thể chống đỡ nổi. Thấy La Quốc Hoa đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch, Mayer cười nhạt nói, ông La, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì tới ông, vậy nên ông có thể yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó mấy người. Nghe thấy lời đảm bảo của Mayer, La Quốc Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ông Mayer, chương 1484 lúc này, một ông cụ mặc áo dài màu đen mở cửa bước vào bên trong. Chỉ riêng hơi thở của thiên vương 1 sao trên người cũng đủ khiến mọi người khiếp sợ. La Quốc Hoa cũng không tự chủ được mà đứng dậy. Cậu Tiêu này hình như không thiện chí với tôi lắm, ông phải dạy dỗ cậu ta đến nhà người khác làm khách thì nên thế nào? Mayer đanh mặt nói với ông cụ kia. Chưa nói đến Tiêu Chính Văn, dù có là nhân vật lớn hơn nữa tới thì cũng không dám ra tay với cụ ta. Dù gì nơi này cũng là địa bàn của cụ ta, hơn nữa nước Lý còn kiểm soát tất cả cảng biển của vùng biển lục địa. Nếu như đột nhiên cho đóng cảng biển, vậy thì dầu mỏ trên thế giới sẽ lập tức cạn kiệt. Vậy nên dù là các nước Âu Lục hay Mễ Quốc thì đều phải nể mặt nước Lý mấy phần. Giết được Tiêu Chính Văn thì cứ giết thôi. Đây chính là lý do tại sao La Quốc Hoa vẫn cứ khuyên Tiêu Chính Văn tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Thấy Tiêu Chính Văn vẫn tỏ ra bình thản, Mayer cười gần đứng dậy nói, Tiêu Chính Văn, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không để cậu chết như vậy đâu. Tôi sẽ khiến cậu phải quỳ trước mặt tôi. Sau đó vặn đầu cậu xuống trước mặt cả thế giới. Mayer nghiến răng nghiến lợi, ác độc gầm lên. Đội trưởng La, ông mau nghĩ cách đi. Dương Linh Nhi cuống cuồng hết cả lên. Hừ, ra vẻ thì phải trả giá thôi. Đã tới bước này rồi, tôi còn có thể nghĩ cách gì nữa đây? La Quốc Hoa căm hận nói. Ban nãy ông ta đã cảnh cáo Tiêu Chính Văn, nơi này không giống với chỗ khác. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Chưa nói đến chuyện vì một ly rượu mà làm hỏng hết mọi chuyện, lại còn kinh động tới cả trưởng lão hộ quốc của nước người ta, đây không phải tự tìm tới cái chết sao? Mấy người bọn họ hợp lại với nhau, thực lực mạnh nhất là long soái 5 sao, còn người ta có cả một thiên vương 1 sao đấy. Chỉ một người này đã có thể chèn ép cho bọn họ không ngóc đầu lên nổi, lúc này sao có thể nói giúp cho Tiêu Chính Văn chứ? La Quốc Hoa vẫn chưa muốn chết. Nói thật thì nếu rời khỏi các lô, tôi thật sự không có tư cách bảo vua Bắc Lương của Hoa Quốc kính rượu mình, thế nhưng đáng tiếc thật, nơi này là các lô. Không phải thân phận của cậu rất cao sao? Không phải trước giờ chưa từng kính rượu người khác à? Tôi thật muốn nhìn xem hôm nay cậu sẽ ra ngoài kiểu gì đấy. Mayer lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên nhìn mấy người Mayer, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Nếu ông đã muốn biết như thế, chỉ bằng cho ông mở rộng tầm mắt. Ông đã gọi điện thoại rồi. Có phải tôi cũng có thể gọi một cuộc điện thoại không? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa rút điện thoại ra tìm một số điện thoại rồi ấn gọi đi. Chương 1485 ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh không gọi điện bảo người tới. Có lẽ là từ lúc anh trở về bên cạnh Khương Vi Nhan. Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp và cung kính, chào Long Vương. Bây giờ tôi đang ở khách sạn Decola. Cậu qua đây một chuyến đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại luôn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mayer và trưởng lão kia phá lên cười, ngay cả đám sĩ quan đứng bên cạnh bọn họ cũng bật cười ha hả. Đây là nơi nào chứ? Thành phố Các Lô đấy, thủ đô của nước Lý.
Mà Mayer là ai? Là một trong số các lãnh đạo của thành phố này. Tiêu Chính Văn gọi điện thoại bảo người tới để đối đầu với Mayer ư. Hơn nữa Mayer không đơn giản chỉ là một lãnh đạo thành phố mà còn là họ hàng xa của một trưởng lão hộ quốc. Bởi vì như vậy nên Mayer mới có thể gọi một nhóm đông binh lính tới, còn cả trưởng lão hộ quốc cũng đích thân tới chỉ với một cuộc điện thoại. Tiêu Chính Văn, cậu có bản lĩnh gì để lật ngược thế cờ này? Mấy người La Quốc Hoa đã tức tới mức không buồn quan tâm tới Tiêu Chính Văn nữa, ngược lại còn xúm lại gần Mayer. Ông Mayer, chúng tôi không có quan hệ gì với cậu ta, người này ở Hoa Quốc bị chiều hư luôn rồi. La Quốc Hoa chỉ vào Tiêu Chính Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thậm chí ông ta đã không thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung về Tiêu Chính Văn. Lúc này, chỉ có Dương Linh Nhi vẫn đứng sau lưng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu lại liếc nhìn Dương Linh Nhi, cô không đứng qua bên đó à? Dương Linh Nhi khẽ cười nói, anh Tiêu, tôi tin anh. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, thái độ của Dương Linh Nhi khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Thế nhưng, anh Tiêu, chuyện ngày hôm nay, tốt nhất vẫn đừng, Tiêu Chính Văn không đợi cô ta nói xong đã xua tay ngắt lời nửa vế câu sau. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Chương 1486 Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Đúng vào lúc này, cửa phòng bao mở ra, lại có thêm một ông lão tóc bạc bước vào bên trong. Người này mặc áo dài trắng, trên đầu như đang đội một chiếc lốp xe đạp, vẻ mặt khinh thường tất cả, liếc nhìn một vòng bên trong phòng bao. Mayer nhìn thấy người này thì vội vàng đứng dậy hành lễ, nói, ông Dupan, ông đích thân tới sao? Người này chính là họ hàng xa của Mayer, cường giả ở cảnh giới thiên vương ba sao Dupan. Đồng thời cũng là một trong sáu trưởng lão hộ quốc của nước Lý. Ánh mắt lạnh lùng của Dupan quét qua mặt mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Chính Văn. Cậu đã đánh người của gia tộc chúng tôi bị thương à? Lúc Dupan nói, hơi thở của thiên vương ba sao được bộc lộ ra toàn bộ, nhiệt độ bên trong phòng bao lập tức hạ xuống thêm 5 độ. Mấy người La Quốc Hoa vội vàng lùi ra sau một bước, kéo xa khoảng cách với Tiêu Chính Văn thêm lần nữa. Trong đầu La Quốc Hoa, Tiêu Chính Văn là một cậu ấm con nhà giàu dựa vào thế lực gia tộc để trèo lên địa vị cao, cường giả thiên vương địa cấp 3 sao đều đến cả rồi, mà Tiêu Chính Văn còn không biết hối cải, rõ ràng là muốn chết. Ông ta và đội viên của mình sẽ không chết cùng với Tiêu Chính Văn. Linh Nhi, mau qua đây đi, tránh xa tên đó ra. La Quốc Hoa đã không còn kiêng nể gì nữa, dù gì hôm nay Tiêu Chính Văn cũng không thể sống tiếp thì còn quan tâm thể diện nỗi gì. Dứt khoát lật mặt luôn. Không, dù có chết thì tôi cũng phải ở chung với anh Tiêu. Hơn nữa, mấy người cũng là người dân Hoa Quốc, sao có thể bỏ mặc anh Tiêu một mình cơ chứ? Dương Linh Nhi siết chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn mấy người La Quốc Hoa. Bây giờ cô ta cũng đã hiểu ra, tại sao trong số nhiều đội hành động như thế lại chỉ có mấy người La Quốc Hoa còn sống. Những người này rõ ràng quá vô liêm sỉ. Hừ. Tất cả những chuyện này không phải do cậu ta tự chuốc lấy sao? Cậu ta làm thì cậu ta, hừ. Ánh mắt lạnh băng của Dupan liếc nhìn La Quốc Hoa, La Quốc Hoa vội vàng im miệng, ngoan ngoãn giống như một con cừu con đứng bên tường. Tôi đang hỏi cậu không nghe thấy à? Dupan cao ngạo trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, sát khí lóe lên trong đáy mắt. Chương 1487 bất luận đối phương có thân phận gì, ở thành phố Các Lô. Dám động vào người trong gia tộc của Dupan thì đều phải chết. Đừng nói ông ta chỉ là một lãnh đạo thành phố, dù có là tổng thống nước Lý thì cũng không dám bảo Tiêu Chính Văn tôi kính rượu. Gia tộc của ông thì sao chứ? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Vừa dứt lời, cả phòng bao lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta là Dupan, một trong số 6 trưởng lão đấy. Dù là ai thì Tiêu Chính Văn cũng dám đắc tội thật sao? Tiêu Chính Văn, thằng danh nhà cậu lại dám vô lễ với trưởng lão hộ quốc của nước Lý chúng tôi. Chỉ dựa vào điều này thôi, dù có giết cậu thì Hoa Quốc cũng sẽ không truy cứu. Có hiểu không, Mayer đã thật sự nổi điên. Tiêu Chính Văn quá ngông cuồng, Dupan đích thân tới mà cậu ta vẫn còn hống hách như vậy. Dupan xua tay ý bảo Mayer lùi ra sau đó chắp hai tay sau lưng. Liếc mắt đánh giá Tiêu Chính Văn, nói, vua Bắc Lương của Hoa Quốc, Long Soái Năm Sao. Có phải cậu cho rằng Long Soái Năm Sao là vô địch thiên hạ rồi hay không? Hôm nay tôi sẽ giúp cậu mở mang tầm mắt,
cho cậu biết được thế giới này lớn tới mức nào. Dứt lời, ánh mắt Dupin chuyển về phía mặt bàn ăn, một con dao cắt thức ăn cứ thế bay thẳng lên. Sau đó, con dao cắt thức ăn đâm thẳng vào trong bức tường phía bên cạnh với tốc độ cực nhanh, cắm vào sâu hơn 3 cm. Kiểm soát đồ vật, Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi cười khẩy. Một thiên vương 3 sao mà cũng dám biểu diễn kỹ năng trước mặt anh sao? Sức lực như vậy, hình như ngay cả một con kiến cũng không giết chết nổi đâu nhỉ? Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Cậu, hai mắt Dupin lóe lên tia sáng sắc lạnh, đây đã là lần thứ 2 Tiêu Chính Văn chế nhạo cụ ta. Cậu thanh niên, bất luận là ai cũng không thể bảo vệ cậu được đâu. Nói xong, Dupin giơ tay lên định ra tay với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gào lớn, dừng tay. Tôi xem ai dám cử động. Chương 1488 hả? Dupin ngơ ngác. Ở các lô có mấy người không biết đến cụ ta? Dám bảo cụ ta dừng tay ư? Nghĩ tới đây, Dupin quay đầu lại nhìn cậu thanh niên đang đứng sau lưng. Chỉ thấy người này dáng vẻ xuất chúng, mặc trang phục màu đen, khí thế vô cùng uy nghiêm. Quân thích, đây là biệt hiệu của anh ta, không một ai ở Phi Lục biết tên thật sự của anh ta, chỉ biết tới biệt hiệu mà thôi. Thế nhưng thân phận của anh ta lại là người tổng phụ trách Điện Thần Long ở Phi Lục. Trước đây là thuộc hạ dưới trướng 4 Long Tôn. Đồng thời, lãnh đạo cấp cao của các nước Phi Lục có ai là không tôn kính người này? Quân thích, không chỉ có Mayer kinh ngạc, ngay cả Dupin cũng ngạc nhiên y hệt. Đừng nhìn đối phương chỉ có thực lực chủ soái thiên cấp 4 sao mà lầm, Dupin dám không nể mặt người này sao? Đáp án là không dám, bởi vì Điện Thần Long sau lưng anh ta thật sự quá mạnh, chỉ cần một câu nói cũng có thể phá hủy cả nước Lý. Quân thích sải bước tiến lên trước, mắt không hề nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn chẳng coi Mayer và Dupin ra gì. Anh ta bước thẳng tới trước mặt Tiêu Chính Văn, sau đó đứng nghiêm rồi hô vang, thuộc hạ biệt hiệu quân thích, kính chào Long Vương. Bái kiến Long Vương. 4 chữ này khiến Mayer sợ mất mật. Tiêu Chính Văn lại chính là Long Vương của Điện Thần Long sao? Hừ, Dupin cũng cau mày. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản gật đầu nói, cán bộ Mayer của thành phố Các Lô nước Lý nói rằng nếu hôm nay Tiêu Chính Văn tôi không kính rượu ông ta thì sẽ khiến cho tôi không thể bước ra khỏi khách sạn này. Chương 1489 vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của quân thích lập tức trở nên rét lạnh, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía mấy người Mayer. Tôi không cố ý. Tôi không hề biết cậu chính là Long Vương. Mayer sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nếu không có Dupin đỡ lấy thì chắc ông ta đã quỳ xuống mặt đất từ lâu. Tốt, rất sốt, giờ tôi sẽ hỏi người đứng đầu của mấy người, nước Lý mấy người có tư cách gì để giam giữ Long Vương. Quân thích vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi cho người đứng đầu của nước Lý. Lúc này, sắc mặt của Dupin cũng vô cùng khó coi, nghiến răng nói với Tiêu Chính Văn, chuyện này cứ thế bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện. Nếu không đều sẽ chẳng có lợi cho ai trong số chúng ta cả. Ẩn ý uy hiếp của Dupin trong câu nói này đã quá rõ ràng. Dù Tiêu Chính Văn cậu thông qua nguyên thủ nước Lý bình an rời khỏi nơi này, nhưng tôi là cường giả ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao đấy. Muốn giết cậu cũng chẳng có gì khó khăn. Làm lớn chuyện ư, Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, vậy thì hôm nay chúng ta làm lớn chuyện luôn đi. Vừa dứt lời, sắc mặt Dupin lập tức trở nên u ám. Thế nhưng cụ ta còn chưa nổi nóng, điện thoại của quân thích đã được kết nối, tôi là quân thích, trong vòng 10 giây, đưa điện thoại cho Tổng thống nước Lý các người, nếu không nổi trong 3 ngày nước Lý sẽ đảo chính. Giọng quân thích như sấm truyền tới khiến cho mọi người trong phòng kinh hãi tột độ. Nước Lý đảo chính, đây là sự uy hiếp quá lớn, hắn đang uy hiếp Tổng thống một nước sao. Nhưng người Tổng phụ trách Phi Lục của Điện Thần Long có năng lực này, cũng có tư cách này. Không tới 5 giây, đầu điện thoại bên kia lại truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên, cậu quân thích. Xin chào cậu, tôi là Castro. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Cuộc điện thoại này đang được mở loa ngoài, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Tổng thống nước Lý đã nói chuyện hết mực cung kính. Tôi chỉ cho ông 5 phút, nhanh chóng tới phòng số 412 khách sạn Decola. Muộn 1 phút thì chúng ta không cần nói thêm gì nữa. Quân thích nói xong thì tắt luôn điện thoại.
Chương 1490 tất cả mọi người có mặt đều không dám phát ra một tiếng động. Ngay lúc này, La Quốc Hoa vô cùng hối hận nhìn Tiêu Chính Văn. Vừa nãy, người mà ngay cả Tổng thống nước Lý cũng phải cung kính như một tên đầy tớ, lại là một tên thuộc hạ của Tiêu Chính Văn. Sớm biết như vậy, bản thân ông ta đã không lật mặt với Tiêu Chính Văn rồi. May ơ, so với Tiêu Chính Văn thì ông ta cũng chẳng là cái thá gì. Nhưng cho dù ông ta có hối hận thế nào, thì chuyện cũng đã rồi. Chưa đến 2 phút sau, xung quanh khách sạn đã bị hơn 100 chiếc máy bay trực thăng bao vây. Mấy trăm chiếc xe quân đội các loại, kéo theo bụi vàng bay khắp trời, vây quanh khách sạn Decola. Một chiếc máy bay trực thăng vũ trang mang số hiệu 001 hạ cánh trên tầng thượng của khách sạn với tốc độ nhanh nhất. Nhiều vệ sĩ mặc quần áo đen bảo vệ một người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng, nhanh chóng chạy xuống tầng 4. Tổng thống, ôi, đó là Tổng thống. Không ít người nước Lý nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy Castro như phát điên, vừa nhanh chóng lao về phía trước, vừa cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi đến rồi. 4 phút 28 giây. Castro thở hồng hồng xông vào phòng 412, thậm chí còn không kịp lau mồ hôi trên trán, vội vàng tới trước mặt Quân Thích, đưa hai tay bắt lấy tay Quân Thích. Đừng vội bắt tay, tôi có chuyện muốn hỏi ông Castro. Vẻ mặt Quân Thích lạnh như băng, hai tay chắp ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Castro. Ồ! Hai tay Castro cứng đờ trên không trung, trên trán mồ hôi toát ra như mưa. Ông ta là tổng thống một nước không sai, nhưng Phi Lục không phải là một vùng đất mạnh, còn trên cả đại lục thì khói lửa chiến tranh tán loạn khắp nơi. Sở dĩ nước Lý còn có thể có được sự hòa bình, hoàn toàn là bởi vì nhiều năm trở lại đây họ luôn cúi người quỳ gối xu nịnh Điện Thần Long. Chương 1491 Điện Thần Long là một tổ chức thế nào ông ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng, trên cả Phi Lục này, chỉ cần trên tường thành cắm cờ của Điện Thần Long, thì dù đó là quân đoàn nước ngoài cũng phải đi đường vòng. Mất đi sự bảo vệ của Điện Thần Long, nước Lý sẽ lập tức rơi vào cảnh khói đạn liên miên. Cái chức tổng thống của ông ta, e là không làm nổi đến 10 ngày. Vì vậy, trước mặt Quân Thích, ông ta chỉ có thể cúi người, cho dù người ta không hề nể mặt ông ta trước mặt nhiều người, ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người tên Mayer này là quan chức của nước Lý các ông sao? Quân Thích chỉ tay vào Mayer, lạnh lùng hỏi. Castro quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Mayer, chỉ đành bất chấp gật đầu nói, đúng, là một người phụ trách quan trọng của thành phố Các Lô chúng tôi. Người này nói rằng, nếu Long Vương của Điện Thần Long không kính rượu ông ta thì đừng hòng sống sót ra khỏi đây, tôi muốn hỏi nước Lý các ông có thái độ thế này với Điện Thần Long chúng tôi sao? Vừa dứt lời, quanh người Quân Thích hừng hực sát khí, giống như thực sự có ý định giết người, dọa Castro dùng mình sợ hãi. Lăn ra đây, xin lỗi cậu Tiêu nhanh. Castro trừng mắt đến nỗi sắp rách cả khóe mắt, Dupan vừa định bước lên nói gì đó đã bị Castro lườm mắt ép phải lui xuống. Cậu Tiêu, tôi, quy tắc của ông đâu hết cả rồi? Tiêu Chính Văn ung dung hỏi ngược lại. Tôi sai rồi. Mayer khóc lóc quỳ xuống. Ông tự sát đi. Tiêu Chính Văn hờ hững nói một câu. Tự sát, hai mắt Dupan bừng bừng lửa giận nhìn Tiêu Chính Văn. Người đâu, giúp ông ta tự sát. Thậm chí Castro còn không hề chần chừ, hai người vệ sĩ của Tổng thống không nói nhiều lời, rút súng ra và bắn một loạt đạn vào thẳng đầu Mayer. La Quốc Hoa bị dọa sợ không dám mở mắt nhìn, đầu của Mayer lúc này đã bị bắn nát, mấy thứ trắng đỏ chảy đầy mặt đất. Cậu Tiêu, không biết giải quyết như vậy, cậu có hài lòng không? Chương 1492 Castro vừa nói vừa đi tới định bắt tay với Tiêu Chính Văn. Quân Thích bước ngang sang chặn ông ta lại, nhíu mày nói, ông xứng để bắt tay với anh Tiêu sao? Cơ mặt Castro giật giật, cắn răng lui lại phía sau. Không phải ông nói là sẽ làm lớn chuyện này à? Vậy chúng ta làm lớn thêm chút nữa đi. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Dupan rồi quay sang nói với Castro, kính rượu tôi đi. Dầm. Một tiếng sấm đồng loạt nổ ra trong lòng tất cả mọi người. Cơ thể Dupan lảo đảo, suýt chút nữa chết đứng tại chỗ. Mayer bắt Tiêu Chính Văn kính rượu, Tiêu Chính Văn lại bắt Tổng thống nước Lý bọn họ kính rượu mình. Tổng thống, không thể. Dupan run rẩy đưa tay ra, sắc mặt trắng bệch nói. Không thể ư, mặt Castro cũng tái xanh,
chỉ vào Dupin nói, với tư cách là trưởng lão hộ quốc, lẽ nào ông không biết nhiều năm nay, nước Lý vì sao không bị khói lửa chiến tranh bao trùm sao? Không thể ư, vậy ông mau đuổi mấy quân đoàn nước ngoài đi cho tôi. Castro chỉ muốn hỏi thăm mấy đời tổ tông nhà Dupin một lượt. Sau đó, ông ta quay người lại, lập tức đổi vẻ mặt tươi cười, rót đầy một cốc rượu, bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính dùng hai tay nâng cốc lên nói, cậu Tiêu, tôi thay mặt cho nước Lý xin lỗi cậu. Thay mặt nước Lý xin lỗi. Dupin suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng điều khiến cụ ta càng thêm tức giận chính là Tiêu Chính Văn hoàn toàn không nhận ly rượu, mà chỉ vào bàn ăn nói, để đó đi, có vài chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Hai tay Castro run rẩy, đặt ly rượu lên bàn, liên tục gật đầu, được, cậu nói đi. Tiêu Chính Văn chỉ vào phòng bên cạnh nói, đi theo tôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng, dẫn theo quân thích đi ra ngoài cửa. Castro vội vàng đi theo. Lúc này, đội bảo vệ tổng thống đứng chật hành lang bên ngoài, tất cả các phòng khác đều đóng chặt cửa, chỉ có một gian phòng mở rộng cửa. Chương 1493 sau khi tới căn phòng này, Tiêu Chính Văn lập tức ngồi xuống ghế, chỉ vào vị trí đối diện nói, mời ngồi. Castro rối rít cảm ơn rồi ngồi xuống. Tôi muốn đích thân ông ban hành một thẻ thông hành đặc biệt, tôi cần vào bên trong kim tự tháp tìm vài thứ. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Hả, nghe tới đây, khuôn mặt Castro lộ ra vẻ lúng túng, cậu Tiêu, không phải tôi không dám giúp, mà là, cho dù có là thẻ thông hành do tôi ban hành cũng không thể vào bên trong kim tự tháp được, chỉ có quyền đi xung quanh bên ngoài thôi. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức tối sầm lại. Thẻ thông hành của Tổng thống mà không có quyền sao? Cậu Tiêu, cậu đừng tức giận, cậu quân thích cũng hiểu rõ chuyện này, từ xưa tới nay. Chỉ có một loại người có thể đi vào được đó chính là chủ tế. Cho dù đến bây giờ vẫn là như vậy, tôi là tổng thống không sai, nhưng tôi không phải là chủ tế, cậu có hiểu ý của tôi không? Castro dè dặt nói. Long Vương, ông ta nói không sai. Quân thích gật đầu đáp lại. Chương 1494 thế lúc nãy tại sao Mayer lại nói giấy thông hành của ông ta vẫn có thể vào được? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Cậu Tiêu, giấy thông hành của Mayer chỉ có thể cho phép cậu vào tầng 1 thôi, dù là giấy thông hành của tôi cũng chỉ có thể vào tầng 2, nhưng kim tự tháp lại có tất cả 7 tầng, thế nên giấy thông hành của chúng tôi chỉ có thể vào được đến khu vực bên ngoài. Castro giải thích cho Tiêu Chính Văn. Thì ra là thế. Tiêu Chính Văn im lặng một lúc rồi nói, vậy nếu tôi cố chấp xông vào thì sao? Không được, tôi từng nghe đến danh tiếng của cậu Tiêu, nhưng cậu không sợ nhân vương sao? Nghe nói trong số chủ tế có nhân vương, thế nên hàng nghìn năm nay không ai dám, cũng không ai có thể vào bên trong kim tự tháp. Castro cực kỳ nghiêm túc nói. Nhân vương, cái ông ta nói đến là cảnh giới nhưng Castro cũng chỉ là người bình thường, cứ nghĩ đây là tên người. Ôi vãi, hiện giờ nước Lý vẫn còn tồn tại cảnh giới này sao? Trước đây Tiêu Chính Văn từng nghe Tiêu Long nhắc đến. Hiện giờ trên thế giới này còn cường giả nhân vương hay không thì đáp án chắc chắn là còn. Nếu trong kim tự tháp bí ẩn có cao thủ như thế thật, anh mà cứ cố chấp xông vào thì ngược lại chỉ làm hỏng chuyện. Ông Castro, nếu tôi muốn vào kim tự tháp thì nên tìm đến ai? Chuyện này, thân phận của mấy chủ tế đó đều rất bí ẩn, ngay cả tôi cũng không biết ai mới là chủ tế, tôi nghĩ mình không giúp được cậu Tiêu rồi. Castro khó xử lắc đầu. Với một đất nước mà tôn giáo và chính trị tách biệt với nhau như nước Lý thì chính phủ không có quyền hạn chế tôn giáo. Những chủ tế đó càng không bị chính phủ quản lý. Nếu xét về mặt riêng tư thì Castro chỉ mong sao có thể giúp Tiêu Chính Văn giải quyết ổn thỏa ngay lập tức. Như thế ông ta cũng không cần lo Điện Thần Long sẽ bất ngờ bỏ mặc. Nhưng mấy chủ tế đó người nào cũng vô cùng bí ẩn, bảo ông ta đi tìm ngay thì ông ta biết phải tìm ở đâu. Thấy Tiêu Chính Văn rời tầm mắt sang nhìn mình, quân thích cũng chỉ biết cúi đầu. Nếu hôm nay không chính tay nghe thấy hai chữ chủ tế thì quân thích cũng không biết bây giờ vẫn còn nghề này. Được rồi, dẫn người của ông về đi. Tiêu Chính Văn phất tay. Castro vội vàng tỏ ý cảm ơn đứng dậy chào tạm biệt Tiêu Chính Văn và quân thích. Sau đó ông ta chạy ra khỏi phòng như đang chạy trốn. Chương 1495 lúc này Dupin đang đợi trước cửa phòng. Vừa lúc đụng phải Castro. Còn ngây người ra đó làm gì, không mau đi đi.
vì cái tên khốn kiếp Mayer mà hôm nay Castro mất sạch thể diện nên đâu còn nể mặt Dupin. Lúc đi ngang qua phòng bao, Dupin liếc nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt sâu xa, sau đó nghẹn một bụng tức xoay người đi xuống lầu. Castro rời đi không lâu, quân đội ngoài cửa cũng lần lượt giải tán. Tiêu Chính Văn đứng dậy đi ra hành lang, vừa lúc một người đàn ông trẻ tuổi ở phòng bên cạnh cũng thò đầu ra, vừa nhìn đã nhận ra Tiêu Chính Văn. Chủ soái, Trần Cương vội vàng bước ra chào Tiêu Chính Văn theo kiểu quân đội. Tiêu Chính Văn sửng sốt, sau đó cũng nhận ra Trần Cương. Sao cậu lại ở đây? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tôi không tìm được việc làm ở trong nước nên mới ra nước ngoài. Trần Cương vừa nói vừa cúi thấp đầu. Đúng lúc này một chai rượu bỗng bay ra từ trong phòng đập mạnh vào đầu Trần Cương. Một tiếng bốp vang lên, chai rượu vỡ tan tành, đầu Trần Cương lập tức chảy máu. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói với Quân Thích, cậu đi xem thử đi. Vâng, Quân Thích vừa bước đến trước được vài bước thì một tên cậu ấm khoảng hơn 20 tuổi bước ra từ phòng, tay cầm một chai rượu chỉ vào Trần Cương nói, tao thấy mày chính là một tên hèn hạ. Giữ không đi, đánh thì lùi, ông đây bảo mày uống thì mày không uống, ông không bảo mày uống thì mày lại uống vui vẻ thế. Dứt lời, hắn lại giơ chai rượu lên định đập vào đầu Trần Cương. Bốp, chai rượu bị Quân Thích nắm chặt lại. Tên đó không khỏi sửng sốt, nhìn Quân Thích tức giận nói, mày là ai, có biết ông đây là ai không hả? Đúng lúc này Tiêu Chính Văn bước đến gần Trần Cương nói, cậu là người của quân Phá Long. Một ngày là quân Phá Long thì cả đời đều là người của quân Phá Long. Đàn ông phải mạnh mẽ, cứng rắn lên. Vâng, Trần Cương nuốt nước bọt, nhưng anh ta dám đánh lại sao? Mặc dù ông chủ của anh ta cũng biết đứa con trai này không có chí khí nhưng nếu Trần Cương dám động vào một đầu ngón tay của hắn thì mọi cố gắng trước kia của anh ta đều đổ sông đổ biển. Xem ra cậu đã quên cách đánh nhau thế nào rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa vung lên tay đấm một cú vào mặt cậu ấm nhà giàu đó. Bốp, âm thanh rõ to vang lên, cơ thể tên đó xoay ngược về sau, văng ra xa rồi ngã xuống đất. Chương 1496 mày dám đánh tao ư? Mặt tên đó sưng húp, hắn chưa từng bị ai đánh mạnh như thế. Đánh anh thì thế nào? Người Hoa Quốc không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Sau đó quay đầu lại nhìn Trần Cương. Trần Cương do dự một lúc mới xoay người nhặt chai rượu trên mặt đất lên, sau đó đến gần tên đó lạnh lùng nói thi ra, tôi đã nhịn anh đủ rồi, chẳng phải anh luôn không ưa tôi đó sao? Ông đây không làm nữa. Nói xong, Trần Cương cầm chai rượu lên đập vào đầu tên đó. Bốp, rượu vang đỏ trộn lẫn với máu chảy xuống. Thi ra ôm đầu mình hung ác chỉ vào Trần Cương nói, Trần Cương, mày đợi đấy cho tao. Bốp, hắn vừa dứt lời, Trần Cương vung tay lên đấm vào mặt hắn nói, nếu mày còn dám chỉ tay vào mặt tao thì tao sẽ đánh gãy cánh tay của mày đấy. Thì ra thoáng nhìn thấy sát khí bừng bừng trong mắt Trần Cương, hắn hoảng sợ rụt người lại lùi về sau một bước. Trần Cương đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm nói, chủ soái, anh nói đúng, người Hoa Quốc không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, tốt, mất công việc không sao cả. Nhưng không thể đánh mất tôn nghiêm. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người bước vào phòng nói với Dương Linh Nhi, chúng ta nên đi thôi. Dương Linh Nhi sửng sốt, chỉ vào đám người La Quốc Hoa nói, thế họ phải làm sao? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn La Quốc Hoa trầm giọng nói, bảo họ ở lại đây đi, khi nào có thể vào kim tự tháp thì sẽ có người đến báo cho họ. Nói xong, Tiêu Chính Văn không thèm quay đầu lại nhìn đã bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn, đám người La Quốc Hoa vô cùng hối hận. Nhưng bây giờ dù họ có nói gì cũng đã muộn rồi. Chủ soái, cho tôi đi theo anh nhé, tôi sống ở các lô 4 năm nên hiểu rất rõ và quen thuộc nơi này. Trần Cương đuổi theo Tiêu Chính Văn, vui mừng nói. Ồ, Tiêu Chính Văn nhìn Trần Cương trầm giọng nói, cậu sống ở đây 4 năm, vậy từng nghe nói đến chủ tế chưa? Có lẽ những người như chủ tế đều rất bí ẩn. Người của chính phủ hoặc điện thần Long không có cơ hội tiếp xúc, nhưng không có nghĩa là những người tầng lớp thấp ở các lô cũng không có cơ hội tiếp xúc. Chủ tế, có phải là những người giống phù thủy đó không? Trần Cương vô thức hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy chủ tế ở nước Lý trông như thế nào cả.
Tôi có một tên đàn em hình như ông nội cậu ta luôn làm mấy chuyện quái lạ. Thế này nhé, để tôi liên lạc với cậu ta. Không để Trần Cương rút điện thoại ra, Tiêu Chính Văn khoát tay với anh ta nói, đi theo tôi, đừng gọi điện thoại ở đây. Chương 1497 mấy người La Quốc Hoa đờ đẫn nhìn theo Tiêu Chính Văn bước ra khỏi khách sạn, bọn họ đều cảm thấy vô cùng lạc lõng. Vốn dĩ có thể giúp đỡ Tiêu Chính Văn là cơ hội tốt nhất để bọn họ lập công. Thế nhưng kết quả lại vì bọn họ khinh thường Tiêu Chính Văn nên đã bỏ qua cơ duyên duy nhất trong đời. Sau khi rời khỏi khách sạn Decola, dưới sự chỉ dẫn của Trần Cương, mấy người Tiêu Chính Văn trở về căn phòng anh ta thuê tại Cát Lô. Người xưa đã nói, thỏ khôn phải có nhiều nơi ẩn nấp, trải qua cuộc sống mà mỗi ngày đều phải liếm máu trên mũi dao, Trần Cương càng thêm phần lo lắng. Chủ soái, nơi này chỉ có một mình tôi biết, anh và cô Dương cứ ở tạm nơi này trước đã, tôi đi liên hệ với cấp dưới của mình, giờ tôi đã không còn làm ở công ty khi trước nữa rồi, không biết liệu cậu ta có thể cả quãng đường đi, Trần Cương cũng thầm tính toán trong lòng. Bây giờ bản thân lại rơi vào tình cảnh khó khăn. Anh ta không chắc đám đàn em trước đây còn nể mặt mình nữa hay không, đừng nói là gọi điện, đích thân gặp mặt nói chuyện cũng chưa chắc có tác dụng. Dương Linh Nhi và Tiêu Chính Văn nhìn căn phòng thuê bằng dáng vẻ khó xử, nơi này chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, hơn nữa cũng chỉ có một chiếc giường. Rõ ràng Trần Cương đã hiểu nhầm quan hệ giữa Dương Linh Nhi và Tiêu Chính Văn. À, anh Trần, tôi và anh Tiêu, không phải quan hệ đó. Dương Linh Nhi khó xử lên tiếng. Trần Cương hơi ngơ ngác, sau đó mặt đột nhiên đỏ bừng tới tận mang tai, quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái, tôi thật sự không biết, tôi không hề có ý khác, thế này đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ khác cho cô Dương. Tiêu Chính Văn giơ tay ngắt lời, nói, không cần đâu, tôi ngủ ở sofa, để cô ấy ngủ ở phòng trong, như thế sẽ an toàn hơn một chút. Nghe thấy lời này, Dương Linh Nhi hơi khó xử nói, anh Tiêu, sao có thể để anh thiệt thòi như thế? Hay là để tôi ngủ bên ngoài cho? Tiêu Chính Văn chính là thần tượng của Dương Linh Nhi, sao cô ta có thể đối đãi với thần tượng của mình như thế? Thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ khẽ lắc đầu nói, cứ làm theo những gì tôi nói đi, Trần Cương, mau chóng liên hệ với người đàn em mà cậu vừa nhắc đến ban nãy, nếu tiện thì tốt nhất có thể dẫn chúng ta đến gặp ông nội của cậu ta. Rõ, chủ soái yên tâm, giờ tôi sẽ đi tìm cậu ta. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Lúc ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Trần Cương dứt khoát gật đầu, mở cửa bước ra khỏi phòng thuê. Anh Tiêu, à, chúng ta. Chương 1498 cô đừng nghĩ nhiều, tôi cho cô ở lại đây là vì Dupan, ông ta rất có khả năng sẽ báo thù chúng ta, nếu như cô gặp phải bất trắc gì thì tôi cũng không tiện ăn nói với Tần Vũ, càng không thể ăn nói với ông nội cô. Tiêu Chính Văn bình thản nói, sau đó cầm lấy một cái chăn nằm trên sofa. Nhắm mắt dưỡng thần. Dương Linh Nhi không khỏi nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt thất vọng, lẽ nào cô ta không có sức hấp dẫn như vậy sao? Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chính Văn, thậm chí anh còn chưa từng nhìn thẳng vào cô ta lần nào. Nhìn vào gương mặt cương nghị của Tiêu Chính Văn hồi lâu, Dương Linh Nhi mới khẽ khàng trở về phòng ngủ. Mãi tới khi màn đêm sắp sửa buông xuống, Trần Cương mới quay lại, chỉ là trên mặt có thêm vài vết thương. Anh Tiêu, thành công rồi, tên đàn em đó của tôi đã đồng ý dẫn chúng ta đi gặp ông nội của cậu ta. Trần Cương vừa nói vừa giơ tay lau mồ hôi trên trán. Mặt của cậu, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Không sao, chỉ là mấy tên không hiểu chuyện, đều đã bị tôi xử lý cả rồi. Trần Cương nghiến răng nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, mà gọi Dương Linh Nhi cùng nhau xuất phát. Cả chặng đường. Trần Cương lái xe đưa mấy người Tiêu Chính Văn tới một khu dân nghèo ở thành phố Cát Lô. Sau khi xuống xe thì lại vòng vèo qua thêm mấy con hẻm. Trước mắt xuất hiện một cửa hàng bán đồ dùng gốm sứ. Trước cửa có một ông lão tầm 50-60 tuổi đang ngồi giới thiệu đồ gốm sứ nhà mình cho một người phụ nữ trung niên qua đường, thi thoảng còn dùng tay gõ xuống vài cái tỏ ý chất lượng được đảm bảo. Đại ca, anh tới rồi, lúc này... Một chàng trai nước Lý bước từ bên trong ra, vội vàng đi tới bên người Trần Cương, thi thoảng còn liếc mắt đánh giá Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi. Đây là anh Tiêu mà tôi đã từng nhắc đến với cậu, ông nội cậu có nhà không? Trần Cương nghiêm túc hỏi. Có, mọi người đi theo tôi, ông nội tôi lại đang làm mấy cái thứ kỳ quái kia, có thể sẽ phải đợi một lát.
Cậu thanh niên trẻ tuổi dẫn mấy người Tiêu Chính Văn tiến vào trong sân. Chương 1499 khoảng sân nhỏ này tương đối giống với tứ hợp viện ở Long Kinh. Chỉ là các căn phòng xung quanh đều được xây từ đất bùn. Một căn phòng trong số đó đang le lói ánh đèn, thi thoảng còn vang lên những tiếng lầm bầm. Tiêu Chính Văn lắng tai nghe, những tiếng lầm bầm này có lẽ là một loại thần chú đã có từ rất lâu, có vẻ như ông cụ đang tiến hành một nghi thức rất thần bí. Anh Tiêu, đại ca, mời mọi người ăn trái cây. Cậu thanh niên trẻ tuổi mang một giỏ trái cây tới đặt lên chiếc bàn bên cạnh, mời mấy người Tiêu Chính Văn cùng tới ngồi, lấy một quả cam đưa cho Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi. Ở nước Lý, trái cây có thể nói là một thứ đồ rất quý giá. Bởi vì đa phần nước Lý đều là sa mạc, vậy nên trái cây chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, giá thành vô cùng đắt đỏ. Có thể thấy địa vị của Trần Cương trong lòng cậu thanh niên này rất cao. Vừa ăn trái cây, Trần Cương vừa ngoảnh đầu sang hỏi, ông nội cậu ngày nào cũng phải như vậy sao? Anh vừa nói vừa chỉ vào căn phòng đang sáng đèn kia. Không, chỉ khi tới ngày 16 tháng 7 Thái Dương lịch thì mới làm những thứ này, hôm nay vừa hay lại chính là ngày 16 tháng 7. Cậu thanh niên vừa nói vừa lấy ra một phiến đá có khắc lịch pháp đưa ra trước mặt Trần Cương. Tiêu Chính Văn càng nhíu mày chặt hơn, Thái Dương lịch mà cậu ta nhắc tới thật ra cũng là lịch âm của Hoa Quốc. Khoảng cách giữa hai quốc gia đâu chỉ có nghìn vạn dặm. Lịch pháp của Hoa Quốc sao có thể lưu truyền tới được nước Lý? Vào lúc Tiêu Chính Văn đang trầm tư, ánh đèn trong căn phòng đó đột nhiên tắt ngúm. Một ông cụ tuổi trạc 70 chống gậy bước từ trong phòng ra. Đừng thấy cụ ta thoạt nhìn tuổi tác đã cao mà lầm. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã biết ông cụ này tuyệt đối không tầm thường. Ít nhất cũng có thực lực thiên vương một sao, hơn nữa, đây có lẽ đây cũng là kết quả của việc tuổi cao làm sụt giảm cảnh giới. Ông nội, ba vị mà cháu nói với ông chính là bọn họ, anh ấy là đại ca của bọn cháu, còn vị này là anh Tiêu. Cậu thanh niên trẻ tuổi vội vàng tiến lên trước đỡ lấy ông cụ, đồng thời giới thiệu cho cụ ta nghe một lượt. Chương 1500 Trần Cương bước tới chào hỏi ông cụ trước. Sau đó anh ta và cậu thanh niên kia cùng đỡ ông cụ tới ngồi xuống ghế. Tiêu Chính Văn nói với ông cụ, chào ông. Không biết ông có thể nghe hiểu tiếng Hoa Quốc không? Tiếng Hoa Quốc, tiếng Vi Hào, tiếng Ưng Quốc, tôi có thể nghe hiểu cả, cũng đều biết nói. Ông cụ vừa nói vừa ngước mắt đánh giá Tiêu Chính Văn. Càng nhìn, ông cụ càng cau mày chặt hơn, một lúc sau mới nói với vẻ khó hiểu, chàng trai, cậu tới tìm tôi rốt cuộc là vì việc gì vậy? Thưa ông, không giấu giếm gì, tôi muốn vào kim tự tháp, Hoa Quốc chúng tôi có một thương nhân bị người khác nhốt trong kim tự tháp với ý đồ xấu, nhưng nước Lý có đến mấy trăm kim tự tháp, chúng tôi khó có thể ứng cứu trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Chính Văn không hề giấu giếm mà nói rõ ý định của mình. Ồ, cậu đến để cứu người à? Trong mắt ông cụ ngập tràn vẻ hoài nghi. Trong mắt cụ ta, Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Một người bình thường mà cũng muốn cứu người từ trong kim tự tháp của nước Lý sao? Chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Đúng, nhưng trước tiên chúng tôi muốn tìm hiểu rõ ông ta bị nhốt ở đâu, vậy nên không thể không vào kim tự tháp, nếu tùy tiện xông vào thì quá là không phải phép. Tiêu Chính Văn nói với vẻ rất khách khí. Ông cụ khẽ gật đầu, giơ ba ngón tay lên nói, có thể giấu người, hoặc là có thể bắt nhốt tội phạm chỉ có ba tòa, một là sư thân nhân diện của Pharaoh Tutankhamun. Hai là tháp đại kim của Pharaoh Lazoti và ba là miếu thần Hades. Miếu thần Hades, Dương Linh Nhi khẽ nhíu đôi mày thanh tú nói, thưa ông, tôi mạo muội hỏi một câu, miếu thần Hades cũng là kim tự tháp sao? Ông ta không phải là thần chết, thần minh. Không đợi Dương Linh Nhi nói xong, Tiêu Chính Văn vội vàng sửa lại. Ở nước Lý, không thể gọi Hades là thần chết, việc đó được coi là bất kính với thần linh của nước Lý. Trong truyền thuyết, Hades là vị thần cai quản minh giới, còn tổ tiên của nước Lý cho rằng bản thân chính là hậu duệ của Hades và nữ thập mùa xuân, vì vậy tôn xưng Hades là thần ninh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.